nhỉ? Phải không? Chưa mặc một lần đâu. Đứa nào treo áo khác này? Không biết. Em hỏi sao? Không có biết đâu, em tưởng nó lấy nhầm không? Ai buồn? Treo có duyên. Không thể tưởng tượng sao mà có duyên quá không biết. Nhà này hôm nay là 6 đứa chứ, đừng hỏi nào. Mỗi hôm có 3 đứa, hôm nay 6 đứa nhỉ? Chị ơi, đơn tối qua anh em chưa chốt xong đâu chị ạ. Sáng ngày mai nhà em gọi chốt tiếp. Hello các bác. Chị Quý Nguyễn nhá, sáng ngày mai nhà em gọi tiếp chốt đơn của tối hôm qua hạ. Không thể nào xong được. Hôm nay cho chị chạy con ngồi cho ngủ. Ủa, miso đẹp thế. Xeo phu chứ xeo xô gì đấy. Xeo xô gì? Xeo phu à, ghế điện thoại của mình. Sắp lôi mấy bộ tay lưỡi rồi. Tắm gội đầu xong đi xe máy đi gọc tiền ông cún mà thấy rét. Lạnh chưa? Vừa mới. Hello mọi người. Sao chị đặt đơn nào hôm qua mà chị ơi, đơn tối qua thì nhà em chưa có chốt xong đâu. Các bác ơi, cố gắng thông cảm nhé các bác nhé. Tại vì là đơn hàng nó quá tải ấy. Em chào chị Vân Hoàng ạ, em chào chị Thủy Nguyễn nhé. À thế là đang hóng bộ à. Em về đúng mà đợt bắt đầu là xe lạnh đã bắt đầu bung bộ các bác nhá. Tại vì bộ này thì em đã đặt hàng trước rồi. Và đợi đến đúng ngày hôm nay là xe lạnh thì em bắt đầu là em lên hàng mới. Đấy, bộ thể thao có không em? Có mà chị. Em chào Nguyễn Khánh, em chào chị Nguyệt Lê. Em chào các Gia Tường Mai Võ ạ. Các bác vào like, thả tim và chia sẻ like giúp em với ạ. Em nhận được áo parka rồi, đẹp lắm chị. Cảm ơn chị Nguyễn Luyến nhá. Đây các chị này, áo gió nhá. Áo gió đầu like đi. Để chặn một con áo gió. Ba màu đấy người ơi, đen, vàng, đỏ. Một con áo gió em tặng các chị đầu like. Để chặn một cái gọi là sản phẩm tri ân khách hàng. Em chả biết cái màu tóc em nó là cái màu gì chị ạ. Không biết cái màu gì luôn. Hay đi thử mặc cái đồ bộ này rồi này. Em cảm ơn chị Nhẹ nhá. Hello bác Lê Thu Hằng. Em chào chị Lâm Dự này. Đây các chị ơi, nhà em còn sót một ít áo gió ạ. Một con áo gió của NB hàng cao cấp các bác này. Một con áo gió hàng hãng. Để chợ em tặng các chị đầu mùa. Một con áo gió hàng đầu mùa nhá các chị ơi nhá. Toàn bộ của nó sẽ là hàng Quảng Châu. Xem của em xem đủ size không chị? Mờ là 2 size. 2 size á? Để nó có size mờ đấy. Màu đen, màu vàng, kiểu màu đỏ còn mấy chiếc. Thế cái màu vàng kia, cái mẫu màu nó còn nguyên màu vàng cơ mà. Đấy, trong kìa, không thì phải được. Đưa cái mẫu mà em còn nguyên màu vàng ấy. Này thì thay lờ đấy, còn nguyên một màu ấy. Đưa đây. Đây nhá, cái mẫu này em còn nguyên một màu đấy các bác này. Đấy chứ, em đang còn nguyên một màu. Hai size, à vẫn còn đủ hai size. Đấy chứ, một màu nhưng mà em vẫn đủ hai size đấy các chị ạ. Các chị nhìn cho em ạ, em tặng các bác những con áo gió này nhá. Các bác ơi, chia sẻ livestream cho em cái ạ.
Thực sự luôn ạ, cái mã này sự ép lỗ thì sự quá nhiều. Nhưng mà thôi ạ, cái mã này thì các bác đã mua rồi, các bác biết toàn bộ của nó sẽ là hàng 280-300 nghìn. Toàn bộ hàng 280-300 nghìn đồng. Ngày hôm nay em chiên khách hàng luôn nhá. Thật tình mà các bác chia sẻ like cho em cái nào. Chia sẻ like phải gọi là chia sẻ, đừng comment là chị đã chia sẻ rồi, mà các chị chia sẻ nó phải hiện lên cái logo người chia sẻ giúp em với. Được chưa? Em chào chị Nhung Trần. Hello chị Nguyễn Thị Thúy Nga. Hà Nội em nhận đơn ở vùng xanh của chị Hoàng Thu ơi. Đây các chị gái nhìn xem con áo gió này. Ok chưa ạ? Tặng chị con áo gió đi Loan ơi. Rồi ok, em không thể tặng được cho tất cả mọi người với giá 0 đồng. Nhưng là em có thể em tặng các chị gọi là giá thật là rẻ, để cho chị nào cũng có thể mua được. Em tặng thì em chỉ tặng cho một vài chị thôi. Đấy, chứ còn là nếu mà bán rẻ thì ai cũng có thể mua được đúng không ạ? Chứ bình thường áo này ngoại trường người ta bán các chị mức giá là 280-300 nghìn. Hôm trước nhìn áo gió rồi ạ, đẹp lắm, chất mê luôn, em cảm ơn chị. Ok chưa ạ? Xin phép các chị một cái mã hàng đầu live stream nhá. Một cái mã hàng đầu live stream ạ. Ngay nhịn đồ chị tặng mẹ, cảm ơn shop. Mẹ em thích lắm, cảm ơn chị Liên Nguyễn ạ. Cô em mặc trong mã mới. Từ từ đã chị. Đây nhá. Các chị comment cho là mã gì ạ? Mã quà cho em đi. Quà và kèm số điện thoại cho em. Để chạy em có sai các chị 40-55-56 cân. 40 cân đến 55-56 cân đổ về em chốt đơn hàng. Để chạy một con gió hàng Quảng Châu cho em nhá. Một con áo gió hàng Quảng Châu này. Giá tặng đi. Được chưa ạ? Tình yêu nào không chia sẻ bỏ qua nhá. Đấy, tình em nói luôn trên live ạ. Tình yêu nào không chia sẻ em bỏ qua. Được chưa ạ? Chia sẻ em chốt tặng. Đấy các bác, quay ra các chị chia sẻ like cho em lên trang cá nhân giúp em rồi. Lên trang cá nhân cho em ạ, 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần hội nhóm. Em biếu các chị ở mình 99 nghìn. Chị nào nhanh tay chị ấy được. Thực sự luôn ạ, em tặng các chị rẻ hơn bữa giá vuông. Quá một nửa tiền. Được chưa? Em tặng các chị rẻ hơn giá buôn chắc quá nửa tiền ạ. 47 cân mặc size M chị ơi. Đấy, dưới 50 cân các chị mặc size M và dưới 55 cân các chị mặc size L cho em ạ. Các chị lên đơn hàng chứ là quà và kèm số điện thoại cho em. Thực sự luôn các bác này, em chỉ còn sót nguyên màu vàng. Được chưa? Còn sót màu vàng màu đen thì em còn sót đúng 1-2 chiếc thôi. Các chị nhá, toàn bộ của nó là gió tàu cho em ạ. Đây các chị này. Em ơi, gió này các chị ơi, hàng toàn bộ hàng Quảng Châu em tặng các chị gọi là thực sự luôn, giá nó quá rẻ. Rồi hôm nay ủa rất nhiều chị nhận áo paca đúng, em bảo rồi. Các chị mua thì các chị biết, chứ còn nhiều khi các chị nhìn trên livestream là các chị không thể phân biệt được. Trừ khi các chị mua hàng rồi các chị nhận hàng, các chị sờ chất xem form các chị mới biết được chất lượng nó như thế nào. Đấy chứ còn hàng paca trên thị trường nó có 5-7 loại cơ chứ không phải có một loại. Thì em mới bảo là em mới chụp lại hai cái hình ảnh, một là hình ảnh của shop em và một cái hình của mã áo trên thị trường đang bán. Đấy, tại vì nhìn cái mẫu mã bên ngoài cái túi của nó đã khác nhau rồi chứ không nói gì đến cái chất lượng bên trong. Đúng không ạ? Đấy, mong may mắn chị ơi, chỉ cần chia sẻ livestream thôi. Đấy, chỉ cần chia sẻ livestream ạ. Đơn tối qua nhà em chưa chốt xong, các bác thông cảm nhá. Sáng ngày mai thì nhân viên em sẽ gọi chốt tiếp. Còn đơn tối hôm nay các chị có thể là, nhiều chị hôm qua chưa được chốt đơn, các chị có thể đặt thêm cái mã live của tối hôm nay, các chị dồn đơn được. Đó, em tặng các chị yêu mình 99 nghìn. Cho gọi là bay màu mã này luôn. Đấy chứ ạ, cho bay màu những cái mã hàng này luôn ạ. 99k và kèm số điện thoại ạ. Thực chất là những cái mã này em bán cực kỳ rẻ để em chiên khách hàng. Chị nào đã mua rồi chị ấy biết. Để chị ạ, chia sẻ livestream ít nhất là 2 lần trang cá nhân, 3 lần hội nhóm giúp em nhé. Ok chưa ạ? Rồi chị Liên cho em nhìn thấy chia sẻ này. Được, đổi được hoa bồng nhá. Các ca mà rộng quá gửi lại em đổi cho. Chị Tây Khoai có ạ, chị Chân Tình có đơn ạ, Lan Anh Đinh có. Chị Bùi Hằng có đơn, chị Nguyễn Huyện chưa chia sẻ kìa. Chị Tây Khoai có đơn hàng ạ. Để chị ạ, Quỳnh Tiên chia sẻ livestream lấy mã này này chị này. Đẹp lắm. Chất áo gió toàn bộ của nó hàng gió Quảng Châu cho em ạ. Toàn bộ hàng gió Quảng Châu các chất lượng cho em ạ. Nhìn đẹp mà chị. 99 nghìn. Các chị này, 99k kèm theo số điện thoại cho em. Về có túi, các chị trích túi cho em với. Để chị ạ, có túi áo các bác, nhìn mình về trích túi em mặc size M này. Thực ra em 54 cân em vẫn mặc được size M. Nhưng mà để mà thoải mái thì thực sự em chỉ mặc size M thì nó sẽ thoải mái hơn. Còn là tầm khoảng 50-51 cân các chị mặc size M cho em được. Để chị ạ, cứ tầm khoảng dưới 50-51 cân các chị trên 40 cân là các chị mặc size M. Còn từ 55-56 cân các chị đổ lại mặc size L cho em ạ. Nhìn chất liệu đẹp hơn trong like nhiều. À thì em cảm ơn chị. Đấy, nói chung là nó phải sướng như thế chị ạ. Chứ nhiều khi là nhìn trên livestream người ta mặc đẹp rực rỡ, nhưng thực ra đến hàng đến nơi là nhiều chỗ ấy treo đầu dê bán thịt chó. Cho nên là em phải khuyến cáo khách hàng là nhận hàng các chị nhớ bọc hàng, kiểm tra hàng cho em. Đấy chưa ạ? Xem chất có đúng như trên live mình đặt không? Đấy chưa ạ? Đúng mẫu mình đặt không ạ? Số lượng có đủ không? Đấy chưa ạ? Các chị hãng nhận hàng, đấy chưa ạ? Các chị hãng trả tiền.
Ok chưa? 99.000. Còn không chị? Còn nhưng mà cái mã này còn nhiều không? Không, còn thế thôi, còn 2 cọc không? Áo này không mũ. Áo này không có mũ mà chị. Không có mũ, không có mũ ạ. Quà và kèm số điện thoại cho em ạ. Thế thì chị ơi cho em một mã áo, cho mã này cho các chị đứt đuôi con lòng lọc luôn ạ. Mã gì nhỉ? Một mã áo gió đi, bất kỳ đi. Không có nọ đặt áo parka mà không được tí em sẽ lên parka cho các chị, nó chỉ còn một ít thôi, không còn nhiều. Áo gió thô không? Thô cũng được, áo gió thô cũng được. Rồi ạ, quà và kèm số điện thoại cho em ạ, 99.000. Các chị biết, em bán chỉ là 99.000 đồng em lỗ nào cũng ạ. Nhưng mà thôi ạ, kệ đi các chị yêu. Kệ đi ạ, 99.000 đồng con áo gió. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Cho các chị tiếp, bộ chị mặc đẹp vậy chị ạ. Rồi ôi, hàng này hàng ủ mưu của em đấy. Hàng ủ mưu của em, các chị nhìn cho em này. Để chị ạ, các bác nhìn cho em nhá. Toàn tặng các chị, tặng là chốt giá đẹp luôn ạ. Đơn hàng tối qua nha em chưa chốt xong. Các bác thông cảm, đợi điện thoại sáng ngày mai nha em gọi chốt tiếp. Đấy. Sao điều hòa nó không mát vậy trời. Hả? Quá đó. Em nóng một lúc em nóng hết cả người ấy này. Đây nhá, mẫu này nó còn đủ size không chị? Mẫu đấy à, các chị này. Size. Các chị ơi, thực chất ý, những con áo gió thị trường đang bán các chị mức giá là 280, 300 đến 350. Được chưa ạ? 280, 300 đến 350 nghìn. Được chưa ạ? Em không hề nói dối. Các chị nhìn những cái mã hàng này các chị biết. Được chưa ạ? Các chị nhìn những cái mã hàng này các chị biết này. Các chị nhá. Em sẽ có hai size là size M với size L. Lên cọc tay đợi em một tí. Hôm nay gọi là loàn lên các chị những cái mã hot. Các chị chia sẻ like hộ em với để không bị ẩn comment nhá. Áo em mặc chất gì á? Đấy là đồ bộ chị ơi. Các bác nhìn cho em này. Mã này các bác lên cho là mã gì ạ? Mã G cho em đi. Vải chất hơn sự mong đợi, em cảm ơn chị. Nhiều khi các chị bảo không biết là cái hàng nó bán rẻ này nhưng mà không biết là chất lượng nó như thế nào đúng không ạ? Em hiểu tâm lý khách hàng tại vì em đã từng là cái người mua hàng trên live. Em là tín đồ của mua hàng trên mạng. Nhưng mà phải chỗ nào được đồng kiểm em mới mua. Không đồng kiểm bỏ qua. Đấy chạ, không được xem hàng em bỏ qua luôn. Đấy. Kể cả khách quen, đấy chạ, kể cả shop quen, em phải được bóc hàng em xem là đúng cái hàng mình đặt không ạ, đúng chất lượng không nhá, thì em mới nhận. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã gì ạ? G2 cho em ạ. G2 và kèm số điện thoại ạ. Mới nhận được hai đơn chất đẹp, em cảm ơn chị. Ôi đẹp quá, lại muốn mua, mua nhiều chồng đuổi đi đây Loan ạ. Trời ơi, đi chồng đuổi lên đây với em chị ơi. Chồng đuổi lên đây với em. Rồi em với chị cùng đi tìm chỗ ở. Để cho em bán rẻ này, chồng em cũng sắp đuổi ra khỏi nhà rồi chị ạ. Em bán rẻ, chồng em nó sắp đuổi ra khỏi nhà rồi ạ. Mã này các chị yêu lên đơn hàng chưa làm G2 nhá. G2 và cách số điện thoại cho em ạ. Em có size các chị 40 cân đến tầm khoảng là 57 cân, 58 cân đổ về. Được chưa ạ? G2 cho em ạ. G2 cho em nhá. Giá này là giá chi ân nốt. Xem nào. Con này trước của nó là hàng chỉ không dưới 200 nha các bác nhé. Giá tặng đi. Nghệ An ship được rồi chị. Nghệ An ship rồi, Hà Nội ship được ở vùng xanh. Để chạm Hà Nội ship được vùng xanh ạ. Các chị lên đơn hàng chứ là G2 và kèm số điện thoại cho em với. Em tặng khách em là 100. Rẻ gì? Rẻ cái gì? Đây lấy 50 chị ơi. Em bảo này. Chị ơi, trước khi nói chị phải ấn lưỡi cho em 7 lần. Ít nhất là 7 lần cho em với. Còn nếu mà chị lấy được giá 50, em sẵn sàng giả cho chị cộng 50% nữa. Đấy thôi, mà cộng 100% vào đi. Để chị xanh chín luôn đi. Nếu như chị có đúng hàng như em, chị bán được giá 50.000. Chị có bao nhiêu ạ? Mấy vạn hàng. Qua đêm ôm tất. Ôi dồi ôi, ở chỗ nào mà vào đây phá em thế? Hay là không bán được hàng ghen tị? Hay là không bán được hàng ghen tị với em? Đây này. Cái số điện thoại này, cái nick gì đây? Mình chuyên lấy tại Trung Quốc đây. Rồi, lấy nhiêu này, vô duyên vãi được ấy. Đéo bán được. Này, này này, sao phải đi mời thế? Sao mà cái nick Facebook miền Trung này, chị vô duyên vãi cả đái đi ý chị ạ.
Em không biết anh hay chị. Em phải nói thẳng thừng luôn một câu, chị vô duyên bãi đái đi nhá. Xin phép chị ạ, chị lướt khỏi cái Facebook cho em nhờ. Em không, kể cả chị có lấy xỉ 50 em chẳng lấy hàng của chị. Đấy, em đố chị nào lấy được giá của cái áo gió 50.000 này. Nếu mà chị đắt hàng ấy, chị sẽ đéo phải lướt vào Facebook của em, chị phải cắn sủa như thế chị ạ. Nếu mà chị đông khách đi, chị đắt hàng ấy, chị bán được 50.000 cái áo gió đấy thì chị đã đéo phải lướt vào Facebook của em chị sủa. Ok à? Ok chưa ạ? Đang bán hàng tụt cả cái cảm xúc. Các chị thấy không? Nhiều người, các chị thấy cái duyên này. Cái duyên gọi là cái duyên người ta để ở cái khuôn mặt, để ở trong tim, nhưng cái duyên của chị nó để hết xuống mông đít em ấy. Được chưa? Thôi xin phép ạ, em đặt đít em ngồi, em block luôn nhá. Nhá, lấy nhiêu, cái cách của chị ý, chị comment vào bài của em ý, lấy nhiêu, em đã hiểu được cái ăn học của chị nó thể hiện luôn ở cái câu hỏi ý chị ạ. Rồi. Nào chị có gì để nói với em không ạ? Chị nói nhanh còn kịp không, em block luôn, em cho chị nói thêm một câu nữa. Được chưa? Chửi gì nói luôn đi, để em còn bán hàng. Đi ngồi bố bán hàng sao mà chị ơi, nó bảo cái áo gió đấy nhập ở bên Trung Quốc 50.000. Thế chị sang đây mà lấy về đây, có bay mấy vạn hàng em lấy hết. Thế chị có mấy vạn hàng em đóng hết. Ẩn chưa? Ẩn comment à? Chị ơi, nó đắt hàng thì nó đéo phải vào trong Facebook của em, nó cắn sủa như thế chị ạ, nó sủa bậy như thế. Được chưa? Bán 50.000 thì ra thiên hạ mà bán vào bài của em làm gì? Hàng xưởng còn đéo có giá thế, là hàng Trung Quốc. Đâu nhở? Để em tìm lại cái nick em ấy con mẹ đi. Bực cả mình. Rồi chị Hazon này đừng có gọi em nhá. Đây, rẻ cái gì đây lấy 50. Các chị lấy nhìn đâu? Kiểu cái kiểu mà buôn bán ấy các chị, người bán được người không bán được ấy, xong là vào kiểu là ngứa mồm ấy chị, ngứa mồm ấy. Nếu mà đang đứng ở trước mặt em thì em đấm cho vài phát ở mồm luôn ấy. Để cho em hiền, rất hiền ạ. Em thực sự luôn ạ, nói em lịch sự với người lịch sự, nhưng mà tự dưng vào sủa một câu bảo là áo đấy nhập Trung Quốc 50.000 đầy thì các chị nghĩ sao ạ? Xin phép các chị nhá, để em tu là em block cái nick này luôn. Mà người ta chỗ người ta buôn bán làm ăn lại vào kiểu là cà khịa nhau à? Chặn luôn. Rồi em bán hàng nhá. Thôi để cái giọng để em còn bán hàng, em tiếp khách của em, nhưng tiếp cái loại này mệt lắm. Thật sự luôn ạ. Rồi em biếu các chị luôn nhá. Nhẽ ra ấy, em đang định bán giá bao nhiêu? Ôi chết, là 165.000 con áo này đúng không? Chị ơi, nó bảo là áo, những cái áo này như ở chỗ ở bên Trung Quốc à, nhập 50.000 đầy, nó chuyên gom hàng Trung Quốc. Thế thì chị có lộc thì chị hưởng đúng không ạ? Em có lấy lộc của chị đâu, hay thấy em bán hàng đông khách rồi vào đây ghen tị, hay là lý đích ảo rồi vào phá em mùng 2 đầu tháng chị ơi. Nhưng mà nó mất dạy chị ạ, mất dạy. Thế chị nhá, có 3 màu, chị nào đã nhận được cái áo gió cho em xin một cái phản hồi với. Hà Nội, chị ơi, Hà Nội vùng xanh em thích được, chị ơi, vùng xanh em thích được. Mệt quá đi gặp những cái khách gọi là, em nghĩ là người này chắc cũng buôn bán giống em, nhiều khi là gặp kiểu là cùng buôn bán này, xong là thấy mình bán được hàng các chị, xong là vào phá, đấy kiểu phá giá ấy chị. Quần em bán 150, mua buôn còn 200, đúng rồi, bây giờ đang xỉ 190-200 đấy, cái quần dài của hàng Quảng Châu ấy, chẳng qua cái lô đấy em nhập được giá sale thôi. Lâu đấy em nhập được giá sale thôi chị ạ. Chứ còn bây giờ em không nhập được đâu. Bây giờ các chị có bảo là em ơi, cho chị lấy về bán thêm cho chị 10-20 quần, em chẳng nhập được cái giá bằng 150.000 nữa. Đấy là cái giá bình thường em bán lẻ cho các chị. Cái hôm mà rồi em nhập được của nó là gần 1.000 quần ấy. Bây giờ xỉ 190-200 tại các chợ đầu mối. Để chạm Ninh Hiệp, Đồng Xuân đang xỉ 190-200.000. Để chạm nói sai, em nói điêu mất lộc luôn. Em tặng các chị con này luôn ạ, 119.000. Ok không? 119.000 đồng một áo. Các chị nhìn áo này, xỉ lẻ bằng nhau các bác nhá. Giá này em tặng các chị ạ, không lợi nhuận, không lời lãi gì luôn ạ. Lên đơn cho em mã này là mã gì?
G3 cho em với ạ. G3 kèm số điện thoại. Con này là G3. À G2 à? G2 cho em. Em đang có màu xanh các chị này. Em đang có tông màu xanh nha các bác ạ. Màu xanh cho em. Màu cam này. Màu cam giúp em với ạ. Màu cam màu đen. Hai size ML 40 cân đến 57, 58 cân ạ. Hàng em các chị yêu yên tâm luôn, nhận hàng các chị cũng được bóc hàng kiểm tra. Đặt áo mà không được chốt đơn, ôi tình yêu ơi. Comment nó ẩn đấy chị ạ. Với lại đơn tối qua nhà em chưa chốt xong ạ. Đơn tối qua nhà em Loan chưa chốt xong. Đấy. Bình Dương vùng xanh. Ôi bị chị ơi, Bình Dương toàn tỉnh nhà em chưa gửi được hàng. Được chưa ạ? Bình Dương thì bên chuyển phát cái ta chị đơn Bình Dương là thành phố Hồ Chí Minh với lại là mấy vùng ở miền trong ấy nhà em chưa nhận được đơn hàng các bác nhé. Để chạm G2 cách số điện thoại cho em. Chị kiểm tra xem là cái màu nào nó có số lượng nhiều với. Màu đen với màu và cam, màu xanh ý. Màu cam nhà em là màu cam đào. Để chạm màu cam nhà em sẽ là tông màu cam đào ạ. Lên cọc tem chưa lên chị. Chị Quỳnh Anh ở đơn Hồ Chí Minh nhà em chưa ship được đâu ạ. Chưa nhận đơn của thành phố Hồ Chí Minh nhá. Chị mặc lên xem với, dòng này của nó là dòng túi hộp. Ôi các chị này, hôm trước chị nào đã mua giá 165.000 đồng. Các chị vào đây cho em xin một cái feedback. Được chưa ạ? À 169 chứ không phải 165. Ngày hôm nay em tặng các chị 119.000. Ok không? Em bảo rồi ạ, giá này em chơi lớn luôn các bác ạ. Nhưng mà số lượng nó còn tầm 100 cái không? Đến 100 cái không? Không đến à? Không đến 100 áo. Đấy chạy không đến 100 áo. Các chị ơi, cái này là chất của nó là chất thô các bác nhá. Chất thô nhưng mà cổ nó là thô ướt. Đấy chạy chất kaki gần như kiểu chất kaki ướt ấy. Gần như chất kaki ướt luôn. Đấy các bác này. Lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Áo khoác này năm ngoái mua 4 cái chất rất đẹp. Chị ơi, năm ngoái chị mua không bao giờ được giá này. Đúng không ạ? Em khẳng định luôn, nếu mà năm ngoái chị mua không bao giờ có giá này. Giá này là em tặng khách hàng. Để chạy giá này là em tặng khách hàng luôn ạ. 119.000. Lên màu xanh nhá. Màu xanh thì còn đứng 1-2 chiếc. Chủ em còn màu cam. Cam của em là cam đào nhá. Cam của em sẽ là tông màu cam đào với lại tông màu đen. Đấy. À chị gì ạ? Thoa Phạm Thị Thoa cho em số điện thoại với ạ. Mã này các chị yêu lên cho là G2. Chị ơi G2 cho em với chị Đặng Yên nhá. Lên lại mã hàng cho là G2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 119.000 đồng. Ok chưa ạ? 119.000 đồng. Toàn bộ của loại chất của nó là chất kaki ướt. Chất kaki ướt, áo đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. Chị Ly Nguyễn rồi, ok. Hai size ML nhá bác nhá. Nhanh tay cho em mã này. Để chạy chị nhận quần thể thao chất ok, em cảm ơn chị. Đây các bác này, 119.000 đồng một áo. Năm ngoái mua sale đã 180 đúng rồi tình yêu. Tại vì năm ngoái đợt trước em còn có vài chiếc em mới bán 180 thôi. Nếu mà còn số lượng nhiều thì giá sale cũng không được sale được ra đấy. Được chưa ạ? Chị ra Thảo Bảo Anh rồi ok em chốt đơn ạ. Mã hàng lên đơn cho em là G2 nhá các bác nhá. Ôi sao cái điều hòa hôm nay nó không mát một tí nào. Đưa cho em cái điều khiển đây nào. So mà rẻ à, lắm, hôm trước mua 149. Hôm trước đã là xả rồi. Năm ngoái chị mua hơn 200 thì em cảm ơn chị. Đấy, nhận hàng chất đẹp lắm. Nói chung là các chị nào khách lạ, các chị cứ vào xem khách phản hồi. Toàn khách của đó, nhà em là khách thật và phản hồi như thế này. Chứ không phải nhà em gọi là comment ảo hay là comment để gọi là cho các chị toàn người quen và comment đâu. Toàn bộ là khách hàng đã mua rồi các chị cảm nhận. Đấy chứ ạ, khách hàng đã mua rồi các chị cảm nhận ạ. Chị Lê Quý Lượng rồi ạ. À, chị Đào Thị Bích hàng rồi ok em chốt đơn ạ. Rồi các chị ơi lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là mã hàng G2 các bác nhá. Bộ em mặc á. Rồi bây giờ em lên luôn bộ đây. Chị xem em bộ này có mấy màu ấy. Rồi ôi bộ này các bác này, toàn bộ của nó sẽ là hàng hãng. Đấy chứ ạ, toàn bộ của em sẽ là bộ hãng cho em ạ. Mã này có số lượng đúng không? Có số lượng. Đây các bác nhìn bộ này. Bộ này em về đủ màu đủ size. 6 màu. À đẹp mê em, cảm ơn chị. Đây ạ. Lấy cho em xin một cái cây tháo kia xuống hộ em với. Rồi ôi hàng cứ gọi là chất như nước cắt luôn. Để chạy thị trường bán xuyên soát 400.000. Thị trường bán xuyên soát 400.000 đồng. Các chị nhìn cho em màu này các chị này. Mã hàng này các chị comment cho là bộ gì nhỉ? 080. Để chạy 080 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Màu xanh em mặc nó sẽ là màu xanh cổ vịt cho bác nhá. Xanh em mặc là xanh cổ vịt đi. Được chưa ạ? Mã hàng chỉ là 080, các bác lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu đúng không? 6 màu. Nhà em có 6 màu. Có từ size L đến 2XL ạ. Từ size L đến 2XL. Các chị em nhìn cho em mã hàng này. Trời ơi, hôm nay vỡ trận mất rồi. Đưa cho em nguyên cái túi của cái hàng hãng của nó với. Em ơi, toàn bộ nhà em là chất này là chất UMF cho em. Toàn bộ nó sẽ là chất UMF. Đấy chứ ạ, toàn bộ nó sẽ là hàng hãng như này các bác này. Nhận hàng nhớ bóc hàng nhá. Kể cả chị nào có tin tưởng em đi chăng nữa, các chị cứ bóc hàng ra kiểm tra cho em. Đấy chứ ạ, đừng tin em quá.
đừng tin em quá. Nhận hàng các băng thì mình cứ bọc hàng từ từ em báo giá đã. Chứ chị đã chốt rồi. Đây các chị này, đến trạng nhận hàng nhớ nhớ cho em xin một cái phản hồi, nhớ cho em xin một cái feedback về cái chất lượng của bộ này các bác này. Toàn bộ mẫu mới. Hàng này thực ra là em về từ cách đây một gần một tuần rồi. Nhưng hôm nay đợi đúng hôm nay mới bung, tại vì là nhà em còn nhiều hàng quá, em chưa thể nào em lên được. Các chị hỏi em mấy ngày hôm nay em có dám trả lời là hàng này về đâu. Đến đúng ngày hôm nay mới bung ra. Em đang mặc size L chị ơi. Mẫu này thì em có size các chị từ 50 cân đổ lên. Cái trạng 48 cân đổ lên mặc được nhá. 48 cân ạ. Đến tầm 65 cân. Đấy, 48 cân đến 65 cân em chốt đơn. Thị trường đang bán suýt soát 400. Đấy chạy, thị trường đang bán suýt soát 400.000 đồng. Các bác lên đơn hàng chỉ là 080 kèm số điện thoại. Ngày mai các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Đó, em đang có tông màu đỏ này, màu vàng cho em ạ. Đấy chạy, màu xanh các chị này. Xanh này xanh lá nhá, chị yêu nhá. Chữ toàn bộ là chữ theo. Chữ toàn bộ như em là chữ theo, chứ không phải là chữ in hay chữ dán đâu. Các chị nhìn cho em nét căng. Đấy chạy, nét căng luôn ạ, màu xanh than này. Xanh than của nó sẽ là cả quần màu xanh than. Em ơi, nó đẹp thực sự luôn. Lên tay bồng tí em lên chị Vương Miền ơi. Đây. Để chạm màu đen. Giá đầu 2 đi. Để chạm. Hàng đầu 4 em tặng các chị giá đầu 2. Để chạm giá đầu 2. Thôi xuống là dễ cộng. Lẻ khó cộng lắm. 239.000. Số lẻ. Để chạm 250 là dễ cộng. 239.000 đồng đi. Giá này thị trường không có đâu các bác. Thị trường không có, chất hàng này chất nhà em là chất UBF. Để chạy chất UBF. Nhưng mà tại vì là số lượng nhà em đang đặt nó chưa được về nhiều. Ok chưa ạ? Màu em mặc là màu xanh cổ vịt. 239.000 đồng. Chị nào chia sẻ em chốt đơn. Ok chưa ạ? 239.000. À nhận hàng em, chị không bao giờ xem hàng thanh toán. Em cảm ơn tình yêu. Nhưng mà các chị ơi tin tưởng em như thế nào các chị tin tưởng. Nhưng mà nhận hàng các chị cứ bóc hàng kiểm tra. Để chạm nhận hàng cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em ạ. Toàn bộ chất này chất u mì nha các chị yêu, chứ không phải là chất cốt tông. Đói chất đó đẹp tuyệt vời luôn ạ. Nhận hàng các bác cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chạm màu xanh các chị này. Màu xanh than này. Để chạm màu đen này các bác này. Màu xanh lá. Để chạm màu gì ạ? Màu vàng và màu đỏ. Em mặc của nó sẽ là tông màu xanh cổ vịt. 66 cân. Đấy chạm 66 cân tùy chiều cao nhá. Người chị gọn, người chị cao, người chị săn chắc các chị mặc được. Còn bình thường em chốt đơn các chị tầm 64-65 cân đổ về. Tí nữa chị xem là có mã nào size nhỏ không nhá. Tại vì bây giờ em sẽ lên mã này là mã 080. 080 thì em chốt đơn các chị 48 cân nặng đến tầm khoảng 65 cân đổ về. Đó. Nói chung là người chị nào thấp thì người chị nào béo béo các chị tầm 47-47 cân mặc được cho em ạ. 46-47 cân đổ lên nhá. Đấy là chị tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng lên đơn hàng hoặc kèm số điện thoại cho em ạ. Áo của nó màu xanh thì cái viền quần của nó sẽ là màu xanh theo viền áo. 47 cân tùy chiều cao của chị đó chị ơi. Mã hàng lên đơn hàng chỉ là 080 và cách số điện thoại. Các chị lên đúng mã hàng cho em máy tính mới nhận đơn. Lên đúng mã hàng cho em máy tính mới nhận đơn được. Không comment đúng mã là máy tính nó không bắt đơn ạ. Các bác comment đúng theo mã hàng. Em bảo rồi giá này thị trường là người ta bán các chị suýt soát 400.000. Đấy chưa ạ? Suýt soát 400.000 đồng. Nó rơi khoảng tầm là 380. Em tặng các chị 239.000. Được chưa ạ? Em không câu like, không câu view. Để chạy like view không ăn được. Nhưng mà quan trọng các chị nhận được hàng, các chị được kiểm hàng. Các chị xem chất. Được chưa ạ? Các chị xem chất, sờ chất, xem form ạ, kiểm tra đúng hàng mình ấy. Ok chưa ạ? 080 bằng kèm theo số điện thoại cho em ạ. 239.000 đồng, giá này em chạy số lượng. Được chưa ạ? Giá này là giá em chạy số lượng luôn ạ. Toàn bộ của nó sẽ là hàng hãng. Để chạm toàn bộ hàng của nó sẽ là hàng hãng Nhật Bắc. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 239.000 đồng. Ôi ôi các chị ơi, cái màu xanh than này có được về nhiều không? Màu xanh than này có đấy. Nó là có số lượng, đủ màu đủ size cũng tương đối. Xem biết là đủ màu đủ size nhưng mà số lượng của nó về như thế nào ấy. Em lấy thì em phải đặt đủ màu đủ size mới bán chứ lẻ size em bán làm gì. Đây các chị này, em sẽ mặc nguyên cái màu của áo các bác nhá. Tại vì là màu quần ý, thì cái áo của nó màu đen thì viền đỏ chữ đỏ này thì nó sẽ theo cái viền của áo. Được chưa ạ? Cái viền sọc của nó sẽ theo màu áo. Ok chưa ạ? Tối hôm qua đơn thì em chưa chốt xong chị Nguyễn Như Ngọc ơi. Đơn tối qua thì em vẫn chưa chốt xong. Các chị ơi em thử mặc cái màu xanh lá nhá chị yêu nhá. Sẽ thử mặc các bác nhà mình xem màu xanh lá. Được chưa ạ? Các bác nhà mình lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Toàn bộ của nó chất lượng.
Được chưa ạ? Toàn bộ của nó sẽ là hàng chất lượng luôn ạ. Lên đơn hàng chứ là 080 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bao đẹp luôn các bác nhá. Ui nhanh tay, bây giờ hàng nó mới về nó sẽ không đủ size. Em ơi có bộ, có bộ quá không? Có chứ chị. Ôi rồi ôi các chị này. Rồi mới nhận hàng là chị ok lắm. Cảm ơn em yêu nhá. Màu xanh bên ngoài nó sẽ đậm đậm hơn trên live stream. Đấy chứ ạ, màu xanh cho em ạ. Mã hàng cho em là 080 màu xanh lá. Bố em mặc là màu xanh lá nhá. Còn đây là màu xanh cổ vịt, màu này màu mới. Mọi năm nó không có màu này. Đấy chứ ạ, làm xanh nhỏ mã này đi chị. Rồi công ty người ta làm thì mình phải đặt cái số lượng cực kỳ là khủng thì mới làm được size nhỏ hơn một tí. Bây giờ thì em về chút được size L, 1XL với 2L ạ. Còn size M thì các bác gọi là đợi em một vài hôm nữa thì xem hàng nó có trả không nhá. Đấy chứ ạ, màu xanh cổ vịt đây ạ, màu xanh cổ vịt này. Bố em mặc cả tông màu xanh lá thì cái viền quần của nó sẽ đi theo màu áo. Đấy chứ ạ, cái viền quần nó sẽ theo màu áo luôn ạ. À, lên bộ khóa của hãng này đi, em cảm ơn chị đợi em một chút ạ. Các chị có bình tĩnh cho em mới. Chị nào chốt màu nào các chị lên màu đấy. Quần của nó này các chị này, quần không phải quần ống suông đâu. Quần ống của nó sẽ là kiểu gần như kiểu quần ống côn ấy, nó rất là gọn gàng luôn. Để chạm lên phong các chị này. Cái mã này các chị ơi, mặc ở nhà nó thoải mái. Để chạm đi chợ đi búa đưa đón con đi học nó cảm thấy các chị này chất nó sướng. Để chạm mặc lên gọi là nó lê thế phê luôn. Đó. Hôm nay có lên lên tay ngắn nha em ơi, đợi chị một tí. Các chị nhìn cho em cái đường thêu này. Để chạm nhìn cho em ạ, thêu nét căng luôn chứ không phải là chữ hay là in hay dán đâu. Ok chưa ạ? Em thử các chị xem màu vàng. Cái màu vàng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line. Nó không bị sáng ở trên line đâu ạ. 239.000 đồng. Giá này là giá chạy số lượng lớn. Đấy chứ ạ? Còn thị trường đang bán các chị không dưới 350. Đấy chứ ạ? Thị trường không bán các chị dưới 350.000. Đấy chứ ạ? Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chị ơi 239 ạ. Đấy em chỉ mặc nguyên cái màu của áo thôi. Còn cái viền quần của nó sẽ theo màu của áo các bác nhá. Áo ngực em mặc á. Chị ơi cái mẫu áo ngực em mặc nó còn không? Đây các chị này, mặc bộ này cực kỳ là gọn luôn, bụng em rất là to nha các chị nhá. Để chạm bụng mỡ cực kỳ luôn nha mặc các chị này. Lên không bị lộ một tí nào luôn. Đó, chị Bùi Bình có, chị Mã Nguyệt chốt đơn, chị Ni Út rồi ok. Bác nào lấy màu vàng các bác lên đơn hàng cho em ạ. Bộ này các chị comment cho là bộ gì nhỉ? 080 ạ, xỉ các chị inbox Zalo nhá. Được chưa? Zalo xỉ rồi em một chút để Huyền ấy cho chị đánh cho chị số Zalo xỉ của chị vợ. Bộ này là hàng qua cao cấp của hàng công ty, hàng hãng chị ạ. Đẹp hơn form hàng Quảng Châu. Các chị thấy không ạ? Đẹp hơn form của hàng Quảng Châu luôn. Người ta bảo là chị ơi, đợt sau về thì giá nó sẽ tăng, đợt này cước cao quá với lại là vải lên cao. Còn bây giờ là chị đặt từ trước rồi thì giá của nó sẽ rẻ hơn một tí. Nhưng mà chuyến sau thì chị ơi, không có giá này nữa đâu. Đấy chứ ạ? Cái chị chủ buôn chị nói với em thế. Nên là khách hàng cứ vượt được cái line nào thì các chị cứ cố gắng săn lên đấy. Tại vì cái hàng này bây giờ bắt đầu vào mùa thôi. Bây giờ hàng này mới bắt đầu vào mùa. Đấy chứ ạ, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Đây các chị này, toàn bộ của nó là hàng cao cấp nhé các chị nhá. Toàn bộ của nó sẽ là hàng cao cấp. Đấy màu vàng cho em ạ, đỏ đen các chị này. Đỏ của nó sẽ là quần viền đỏ. Đấy chứ ạ, áo viền. Quần viền đỏ và áo sẽ là màu đỏ cho em. Đấy chứ ạ, cho em xin một cái mã mà bộ bộ khóa ấy, bộ khóa. Bộ khóa hôm nay về đủ màu. Bộ khóa mà chị. Rồi đợi em một tí lên bộ khóa luôn. Đấy chị Thiều Hiền Lương có, chị My Hoàng có, chị Vương Hoàng có, ok chốt đơn ạ. Mã hàng các chị comment cho là 080 nhá. Comment đúng theo mã thì bộ này nó đánh sẵn mã cho mình rồi. Đấy chị ạ, 080 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này, bộ dài tay cao cấp này. Những cái dòng này nó là dòng thương hiệu rồi các chị yêu, không phải suy nghĩ luôn. Đấy chị ạ, nó là dòng thương hiệu. Lên đơn hàng cho em ạ. Chất này là chất UMF chị ơi. Nó không phải chất cotton như mọi khi, tại vì năm nay nó thiên về chất của nó là chất u mì. Đấy, nó sẽ là có độ co giãn mạnh. Nó sẽ có độ co giãn mạnh cho em và không bị cắn chỉ các bác nhá. Chị Phương Bình à, chị Bình Cao rồi ok, chốt đơn ạ. Chị nào lấy màu đỏ ạ? An Giang không biết là có ship được hàng không nhỉ? Riêng cái màu xanh than ấy thì là áo màu xanh than và quần của nó sẽ là tông màu xanh than. Em thử màu đỏ luôn ạ. Tại vì nó là hàng mới về cho nên em sẽ thử các chị đủ xem các màu nhá. Gửi cho các chị yêu mình xem các màu luôn. Đấy chị nào chốt màu đỏ các chị yêu lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em màu đỏ này. Để chạm 239. 239.000 đồng. Trời ơi. Đẹp miên man nhỉ. Chị Vì Còi rồi ok, chị Ngọc Đặng Thị rồi ok, em chốt đơn. Đấy chị nào thích màu nào các chị lên tông màu và kèm số điện thoại cho em, toàn bộ chữ là chữ thêu nha các bác nhá. Rồi ạ, à, em thử cái màu xanh than, tại vì cái màu xanh than của nó thì là nó là một thanh xanh than đậm nhá. Chị Vịt Còi comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em, comment một lần mà đúng số điện thoại cho em nó ok. Được chưa ạ? Thanh than, xanh than các chị này.
nó sẽ là khác biệt một chút, tại vì nó là quần màu than và áo cũng màu than, nó là cả cây nhé bác nhá. Cả cây cho em như này ạ. Lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? 080 và kèm số điện thoại cho em. Thì không vừa được chị ơi, 44 cân mặc rộng á. 44 cân mặc rộng. Đây các chị nhìn xem tông màu xanh than này. Quần nó dài vừa các chị yêu nhá, không dài quá, không ngắn quá. Form này cực đẹp luôn. Em ấy không chê được một câu nào luôn ấy. Thật sự. Không chê được một câu nào từ form dáng đến chất liệu. Để chị nào chốt màu xanh than các chị lên đơn. Mã này các chị comment là 080 màu than và kèm số điện thoại cho em ạ. 080 màu than. Chị ơi Hà Nội vùng xanh em ship được nhá, còn vùng đỏ thì không ship được hàng chị ạ. Chị Nguyễn 8 rồi, ok, chị yêu là chốt màu xanh than, các chị mình lên đơn. Chất u mì, các chị ơi, nhận được hàng, các chị cứ sở chất cho em. Cứ sở chất cho em ạ. Chất nó mướt tay, chứ không phải là cái chất mà kiểu là nó cầm, nó sợ nó nóng nóng đâu. Đấy, chị nào đã mua hàng em, các chị biết, và toàn bộ như em là bán các chị hàng hãng. Đấy chạ, toàn bộ như em sẽ bán các chị toàn bộ hàng hãng như này các chị này. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ này 239.000 đồng là giá hôm nay các chị yêu nhá. Còn chuyến sau thì giá của nó sẽ theo giá thị trường. Cái trận nó sẽ theo giá của từng đợt giá thị trường luôn ý. Cho nên là hôm nay nhà em về có thể là giá như này, nhưng ngày mai có thể nó sẽ tăng thêm 10-20 nghìn. 46 cân tùy chiều cao của chị ạ. Chị Phúc Nguyễn rồi ok, chị Thu Hương rồi ok, chúc đơn. Các bác cứ làm vài bộ này mặc vào nhà cho thoải mái. Cái trận những cái bộ thu đông các chị này, cổ tròn các chị rất là dễ mà. Đấy lạnh cái các chị khoác thêm một con áo gió, hoặc là một con áo phao, hoặc là một con áo da bên ngoài cũng được. Cái trận chị Lương Diện có 51 cân, có size vừa mà chị ỉ. Em có size các chị tầm khoảng là 46 cân, 4/46 cân ạ. 60 cân có vừa, em có size các chị dưới 65 cân. Dưới 65 cân em chốt đơn, em qua mẫu nha các chị nhá. Nào chị, các chị có thích bộ cao cao hơn một tí nữa không ạ? Bộ khóa nha các chị nhá. Em lên bộ khóa luôn đúng không ạ? Trời ơi, các chị này. Em không nghĩ là cái form nó lại đẹp như này. Bảo sao mà thị trường bán giá cao ngất ngưởng. Để chị ạ, bảo sao thị trường bán giá cao ngất ngưởng luôn. Đó. Để chạm khi mà em gửi cho chị nó sẽ nguyên như này. Nó sẽ nguyên như này luôn ạ. Để chạm chị Luyến Nguyễn rồi ok em chúc đơn ạ. Rồi ok các chị đổi màu đổi mã thoải mái. Để chạm đổi màu đổi mã thoải mái luôn. Đẹp từ nhà ra phố, đẹp từ phố về nhà. Để chạm đẹp từ nhà ra chợ. Đấy. Mặc ở nhà nó cũng phải gọi là được gọn gàng. Để chạm nét căng. Chồng không muốn đi ra ngoài luôn ạ. Nhìn thấy bộ vợ mặc ở nhà cũng đẹp. Đấy, bộ này không cần quá cầu kỳ, các chị yêu nhìn cho em này. Không quá cầu kỳ đúng không ạ, nhưng mà rất là đẹp. Mặc lên form các chị yêu nhìn cho em nhá, form gọn. Đấy chị ạ, đây các chị này. Cái chun của nó rất là chắc luôn, nó không phải là cái chun mà rõ rã mà kiểu là hàng may gia công đâu. Đấy, mặc màu đen thôi, không cần mặc màu đen đâu chị ơi. Chị mười mấy bộ nhà em rồi. Bộ này dòng cao cấp hơn ở trước chị ơi, dòng cao cấp hơn. À, chị ơi 239.000 đồng, chị Vân Hồng rồi ok em chốt đơn nhá. Tiếp theo lên các chị một cái mã bộ của hàng cao cấp này các chị này. Cũng của hãng này nhưng mà của nó sẽ là hàng khóa. Để chạm nó sẽ là hàng bộ khóa cho em. Chị Quân Tú bộ em mặc là 239.000 đồng, nó sẽ có là mấy tông màu ạ? 6 tông màu. Sẽ có 6 màu các chị nhá. Cho em một cái bộ này nào. À đây. Đấy. Cái màu hồng thì có ít, đưa cho em cái màu hồng thì thử trước vậy. Đưa màu vàng đi cho em. Bộ khóa là trong tiệm. Xanh này nhiều ấy. Rồi. Cầm cứ gọi là mê. Để chị ạ, cần cầm cứ gọi là đẹp mê ly luôn các chị này. Lên đơn hàng cho em. Để chị ạ. Bộ này các chị comment là 011 nhé các chị yêu. Để chị ạ, 011. Để em mặc thử luôn nhá. Form nó đẹp lắm chị ạ. Nó không to quá mà nó không nhỏ quá. Quần nó dài vừa phải thôi. Bộ đẹp quá chị Mai Thiết, em cảm ơn nhá. Chân hành xuống này. Mấy size nhỉ? L, XL, 2XL đúng không? À có chị nào áo bra mặc đây, có mấy chị lúc nãy hỏi áo bra mặc có bán không này. Chị xem của em cái áo bra mặc có mấy màu ấy? 3 màu. 3 màu đúng không? Đen. Nâu. Áo bra mặc là hôm qua em bán kèm theo với lại là bán kèm theo với lại là áo vest. Bán kèm theo vest các chị, em có 3 màu nhá. Màu xanh than, màu này em gọi là màu vỏ đỗ đó các chị ơi. Màu vỏ đỗ cho em.
Để chạm màu vỏ đỗ với lại tông màu đen. Hôm qua bán bao tiền? 70.000. Hả? 70.000 đồng một áo ren. Để chạm áo bra này cho em ạ. Nó sẽ có đệm các chị nhá. Nó sẽ có đệm. Đấy, chị nào không thích đệm các chị có thể tháo ra cho em được. Có thể tháo ra cho em được cho em ạ. Mẫu này các chị mặc làm áo tập cũng rất là xinh luôn, là nghệ anh em ship rồi chị ơi, chị Nguyễn Thi nhá. Lên đơn hàng cho là áo bra mã này mã bao nhiêu? M bao nhiêu? M12 ạ. Áo này là mã M12 và kèm số điện thoại cho em. M12 nhá, 70.000 một áo. Để chạm những cái dòng này các chị ơi, chất tôi xuống. Mặc thích nhá các chị yêu, em có 3 màu, đưa màu xanh than cho em một cái. Xanh than đây ạ. Để chạm 70.000. Có bộ mũ với quần bo gấu về chưa Loan? Bộ mũ đã đăng chưa nhỉ? Đây các chị này. Em ơi gọi là nó phê. Màu xanh than nhá. Xanh than này. Màu đen với lại tông màu của nó là màu vỏ đỗ. Các chị lên đơn hàng cho là mã M2 ạ. M12 các chị chọn màu giúp em với. Đấy, M12 chọn màu giúp em với. Bây giờ em lên tiếp bộ các chị này. Xịn sò con bò. Để chạm xịn sò luôn. Ôi này, em đọc size L nhá. Chất như nước cất. Ôi, chất như nước cất. Quần này mới đẹp. Quần này đẹp. Ôi. Quần này mới đẹp. Từ từ. Đơn tối qua nhà em chưa chốt xong rồi chị yêu. Ngày mai nhà em gọi chốt tiếp nhá. À, bộ này các chị yêu lên cho là mã bao nhiêu đây? Ủa. Ôi. G3. Hề luôn, bộ này đẹp hơn hàng Quảng Châu. 011. Này, hàng Quảng Châu túi là không có khóa cơ. Đây túi không khóa cho em, túi rất là sâu luôn các bác nhá. Túi rất sâu luôn ạ. Bộ này khách hàng lên cho là mã gì ạ? 011. Đấy chứ ạ, 011 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang có màu vàng nhá. Màu hồng các chị này. Màu vàng này, màu hồng cho em này. Màu đỏ với màu xanh, 4 màu. Vàng, hồng, đỏ, xanh. Các chị yêu mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền được? 65. Con này dưới 65 cân. Dưới 65 cân thôi. 011 đúng không? 45 cân đến 65 cân em chốt đơn. Nếu mà vào mùa các chị mua phải tầm 450. Được chưa ạ? Bộ này của nó là hàng thiết kế cao cấp. Bộ hàng thiết kế cao cấp. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng chưa, là mã gì ạ? 011 và kèm số điện thoại cho em. Ba trăm mười nghìn. Ok chị ạ. Rồi, đẹp hơn cái form hàng Quảng Châu nhiều các chị ơi. Đẹp hơn nhiều thực sự luôn ạ. Nếu mà hàng Quảng Châu các chị phải mua bộ này phải tầm khoảng hơn 800. Để chạm bộ này các chị có phải là 011 kèm số điện thoại cho em ạ. 310.000 một bộ. Em bao giá toàn quốc luôn. Để chạm em bao giá toàn quốc luôn. Các chị yêu lên đơn hàng khi là mã gì ạ? 011 và kèm cho số điện thoại cho em. Đây các bác nha. Toàn bộ của nó sẽ là hàng kiểu form dáng nhẹ nhàng. Nó không quá cầu kỳ. Để chạm mã hàng lên là 011. Các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Túi có khóa các bác này. Túi có khóa này. À, hàng nhà Loan đẹp từ form đến chất, chị rất ưng. Hôm nọ chị mua hai bộ nhưng giờ chị xuống cân mặc lại bị rộng chán đật. Ôi giời ơi, thì xuống cân lại không báo nhân viên để các bạn ấy chốt giảm đi một size. Đây các chị này, 011 cho em ạ, tiền nào vải đấy. Nhưng mà thực sự luôn là cái giá này các chị mua thị trường đang nhà em đang bán rẻ phải tầm khoảng là ít nhất phải tầm 100.000. Để chẳng ít nhất phải tầm 100.000 một bộ. Đấy, chất của nhà em là chất u mì ép nha các bác nhá. Chất u mì ép chứ không phải chất cotton rẻ. Đó, 011. Ui nhiều comment ẩn quá nhỉ. Hôm nay bị ẩn comment này. Nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra đưa cho em xem một cái tệp bộ với. Ôi đẹp thế. Các chị này đẹp ngất ngưởng, đẹp ngất người luôn. Để chị ạ, 310.000. Để chị ạ, 310.000 đồng ạ. 43 cân liệu vừa không chị? Không, 45. Em sợ 43 cân mặc rộng đấy chị ạ. Tầm 45 cân đổ lên nhá. Tầm 45 cân đổ lên em chút đơn. Em thử cho các chị xem tông màu xanh. Em chỉ mặc nguyên áo thôi, tại vì quần của nó sẽ là theo màu viền của áo, toàn bộ là quần đen hết. Đơn chiều nay gọi chốt thì đi đơn rồi chị Nấm Độc ơi. Nhà em gọi điện là chốt đơn là đi đơn rồi chị nhá. Lên đơn cho em bộ này là bộ gì ạ? 011
011 đúng không? 011 và kèm số điện thoại cho em ạ. 310.000 một bộ. Ai làm được giá này các chị nhỉ? Để cho ai chốt được giá này lên mã hàng giúp em nhé các bác nha. Tiếc là bộ này hôm nay về được ít mà không đặt được hàng mấy ấy. Vì đợt này về cước cao quá. Để chạm đợt này về cước cao quá. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ. Túi có khóa, túi rất là sâu luôn. Đây các chị này, túi rất sâu luôn các bác nhá. Lên đơn hàng cho em bằng mã gì ạ? 011 và kèm theo số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? 011 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại này. Đây các chị này, túi sâu lắm chứ không phải túi nông chuyền chuyệt. Mà các chị ơi, túi là túi giả đâu. Các bác nhìn cho em ạ. 011 cho em màu xanh ạ. Mai để ý đơn giúp chị ạ. À, chị Kim Yến đặt gì đấy chị? Áo còn áo cọc có cổ nhanh nhiều mà chị. Yên tâm luôn, tí sẽ lên từng bầu. Chị Vân Hồng rồi, ok em chốt đơn ạ. 011 kèm số điện thoại cho em là các bác mình có đơn hàng. Áo màu xanh thì cái viền quần của nó sẽ là tông màu xanh các chị yêu nhá. Nó sẽ là viền quần theo tông màu. Đó. Còn màu đỏ cho em các chị này. Màu đỏ ạ, 011 cho em ạ, tông màu đỏ và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 301 đúng không? 301. Mọi người có nhìn thấy comment không? Sao em chả nhìn thấy gì vậy? Có ẩn. Hôm nay bị ẩn comment rồi này. Cứ view lên cao phát lại ẩn comment. Được chưa? Cứ lên view cái ẩn comment. Facebook dạo này gọi là cách anh khó tính quá. Anh Facebook khó tính quá. Chị Nga An rồi ok. 080 size L màu đỏ này. Chị Mi Hoàng ok, chút đơn xanh dùng đơn. Chị nào chút màu đỏ các chị lên đơn hàng nhá. Chữ này chữ theo cho em ạ. Áo gió mũ kẻ bên trong còn chị ơi. Nhưng mà còn size nhỏ thế ạ. Chị Lộc Phạm rồi ok. Chị Trang Trần rồi ok, em chút đơn ạ. Lên web đi em rồi ok, tí em lên sau cho bác nhá. Để chạm mã hàng cho là 011 cho em màu đỏ và kèm số điện thoại cho em ạ. Nó sẽ quả tông màu hồng các bác nhé. Nó sẽ quả tông màu hồng nhưng mà hồng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên live. Các chị cứ nghĩ là cái màu của trên live stream ấy so với cái màu thực tế ấy, thì nó sẽ giảm đi một tông. Để chạm nó sẽ giảm đi một tông màu chứ nó không phải là sáng như trên live đâu. Để chạm giá bộ này hôm nay các chị là 310.000 và giá sẽ tăng theo từng đợt nhé các bác nhé. Tại vì bây giờ bắt đầu vào mùa và cái hàng em đặt trước mới có. Để chạm hàng em đặt trước mới có. Tại vì càng vào mùa thì giá nó sẽ càng tăng. Và em cam kết các bác luôn, vào mùa các chị mua không dưới 400.000 bộ này. Để chị ạ, chất của nhà em là chất u mì ép. Đấy, chất u mì ép cho em ạ. Chất nó sờ nó sướng, cầm nó nặng tay các bác nhá. Đây tệp đây đúng không? Các bác nhìn hàng này. Để chị ạ, các bác nhìn hàng cho em này. Hàng nguyên tệp. Để chị ạ, cứ hàng nguyên tệp cho em ạ. Để cầm, đây là cầm 10 bộ mà nó phải, mỗi bộ nó phải bao nhiêu cân mấy. Bộ nặng mà, bộ này nặng lắm. Để chị Xuân Thanh có, chị Điệp Dương rồi ok em chốt đơn ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho là bộ gì ạ? 011 và kèm theo số điện thoại cho em. Tặng khách hàng ngày hôm nay là giá bao nhiêu tiền? 310.000. Ok chưa ạ? 310.000 đồng. Nhận hàng các chị yêu bóc hàng kiểm tra hàng cho em ạ. Toàn bộ những cái mã hàng này nó phối đấy các chị này. Cái màu nó phối cực đẹp luôn. Đấy, nóng các chị kéo cho em ạ. Hoặc các chị mặc quên cái áo này khoác ngoài cũng được. Đấy, không cần nhất thiết các chị mặc cả bộ. Nhiều khi các chị mặc áo này với quần bò cũng đẹp. Đó. Chị ơi tầm dưới 65 cân em chốt đơn các bác nhá. 45 cân đến 65 cân. Cứ từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Lên đơn hàng cho là bộ gì ạ? 011 và kèm số điện thoại cho em. Đâu màu hồng đâu nhỉ? Em thử màu hồng các bác nhá. Tại vì là cái viền quần của nó sẽ theo màu của áo các bác này. Cái viền quần của nó sẽ theo màu áo. Được chưa? 011 cho em mặc màu hồng và kèm số điện thoại cho em ạ. 310.000. 310.000 đồng. Dưới 65 cân em chốt. Để chạm cứ dưới 65 cân em chốt đơn. Ôi này. Em thật sự luôn ạ, bán những cái hàng đẹp em cảm thấy tự tin. Để chạm nói được nói to. Chứ còn bán những cái hàng mà kho nó bé tí xong là mặc lên xấu, mình mặc lên mình cũng cảm thấy không tự tin thì bán hàng làm sao mà nói tự tin được đúng không ạ? Tại vì em tính em rất thật. Những cái hàng nào mà cảm thấy là form xấu em không bán. Để cho em để ở cửa hàng ai đến thích thì mua. Chứ còn em bán trên livestream là em phải mặc đẹp mặc ưng thì em mới bán. Đấy, các chị nhìn cho em này. Lên đơn hàng cho là mã gì ạ? Gì nhỉ? 011 cho em màu hồng các bác nhá. 011 màu hồng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi chị đưa cho em cái quần công sở hôm nay mới về với. Hôm qua khách hàng cứ hỏi cái mẫu đấy. Với lại là mặc với lại áo len tay lỡ ấy, tay lỡ. Để chạy chị Sâm Hồng 011 chị ơi comment đúng mã hàng cho em với. Không, không có bộ nào bo chân đâu chị Hương. Cụp đe triệu nhá, chị Trần Ánh lên mã hàng kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Dung đỡ ok. Hả? Ôi này. Thề luôn ạ, mặc lên người nó gọi là nó êm du. Để chạm mặc lên người nó êm du luôn ạ. Chị Lê Ngoan Lê rồi ok chút 080 bộ màu xanh cổ vịt và bộ đỏ, không bộ màu đỏ rồi ok. Các chị có thể lấy một bộ cổ tròn, bộ có cổ.
Đấy, lấy hai bộ, một bộ cổ tròn, một bó cổ mặc thay đổi cho em ạ. 011 các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại nhá. Em qua mẫu cho các bác này, ngắm kỹ hộ màu của em với. Ngắm kỹ màu giúp em với ạ. Em nên các chị tiếp một cái mã quần công sở, tiếp quá phải chờ là sao chị? Chị Nguyễn Thị Thơm rồi. À chắc là chị ở vùng giãn cách đúng không? Nhiều chị đang ở giãn cách mà đang đặt cọc tiền đây này, xong rồi đơn hàng em vẫn phải giữ đơn cho khách thì người ta có gửi hàng đâu. Đấy, chị nào không ở vùng giãn cách các chị cố gắng mua đi, săn cho em những cái mã này đi, đầu mùa toàn bộ hàng chính phẩm nha các chị yêu nhá, chứ không phải hàng thanh lý, hàng tồn của mấy năm trước. Đấy, toàn bộ nhà em là hàng này hàng chính phẩm mới về, nóng hổi luôn. Đấy chị, chị Sâm Hồng rồi, ok em cảm ơn chị Xuân Thanh nhá. Tiếp theo lên các chị một cái mã quần công sở 011 có size gì chị ơi, có L, 1X với 2X, nó cũng tương đương với lại là size SML. Đó, nó cũng tương đương với SML thôi. Những cái công ty này người ta đánh từ size L, 1XL với 2XL. Chị Nguyễn Văn Phương rồi, chị Lê Hoài Thu có, chị Lê Hoan Lê nhá. Chị Tím Hoa lên đúng mã hàng cho em với comment size số điện thoại rồi kìa. Chị comment cái số gì 00109705 là cái gì chị? Em không hiểu chị comment cái gì luôn ý. Quần nhà em đẹp lắm, em cảm ơn chị Hoàng Hiền Trang. Hôm nay nhân viên lại bảo chị ở Lương Tài, đúng rồi, Lương Tài không gửi được là đúng rồi, Lương Tài Bắc Ninh này với lại là tỉnh ở thành phố Bắc Ninh là không gửi được hàng. Tiếp theo các chị yêu, em cho em xin một cái áo tay bồng hay là tay hến gì đấy. Này luôn, đẹp quá. Thì chị mặc vào không muốn cởi ra. Mặc vào không muốn cởi ra luôn ạ, áo màu hồng các bác nhá. Cái viền trên màu hồng thì cái viền quần của nó theo màu áo là màu hồng. Đó. Bộ đang mặc là 310.000 chị ơi, bộ này là mã 011. Em chào em chào chị Thành Huế, chị Thúy Yên rồi ok ạ, chị Trần Ánh rồi ok, mức đơn ạ. Phúc Nguyễn ok, có đơn nhá. Em mặc thử lại màu vàng rồi. Để cho em mặc thử lại màu vàng các bác xem lần nữa nhá. 310.000. Toàn bộ của nó sẽ là dòng cao cấp cho em ạ. Chị ạ, toàn bộ hàng của nó sẽ là hàng cao cấp. Chị Tím Hoa rồi ok, chốt đơn ạ. Đó, phải comment đúng chuẩn chỉ như thế thì mới chốt được đơn đấy chị. Comment thì chị comment cái số điện thoại, cái mã hàng như thế nào. 011 chị ơi, comment lại sai mã rồi. Đúng số điện thoại nhưng lại sai mã hàng. Đó. 011 và kèm số điện thoại cho em ạ, form vừa. Đấy chứ ạ, đây các chị này. Mặc sướng dã man. Đấy chứ ạ, 310.000. Bắc Giang em vẫn gửi bình thường mà chị. Chính Kim Huệ nhá, chị Nguyễn Hương ok, chút vàng xanh rồi đơn mã hàng 011. Trời ơi các bác ơi, toàn bộ là hàng chính phẩm đầu mùa. Toàn bộ hàng chính phẩm đầu mùa, chị xem một em màu nào nhiều. Tiếp theo em đây các chị quần công sở với lại len tay lỡ nhá. Em mặc size L, size nhỏ chị ơi. Chị tại vì là hàng này hàng co giãn chị ạ. Chất của nó chất u mì co giãn ạ. Bộ em có bộ màu đỏ chị ơi, có đủ màu luôn ạ, đỏ, hồng, xanh, vàng, bốn màu. Ôi chị Mi Nguyễn à, thôi biết làm nào được, bây giờ cách ly thì bọn em cũng phải chấp nhận thôi chị ơi. Bây giờ gửi đi khách chưa thì cách ly, nhưng hàng đang trên đường đi thì khách lại bị cách ly rồi thì biết làm thế nào. Mấy màu? Đấy, thằng đấy bảo màu nào có thiếu màu xanh, thiếu màu xanh dương đấy. Mắt em là tinh như cú vọ luôn ấy. Đúng hai chiếc à? Hàng nó chưa về đủ. Chị ơi, chị đưa lại cái bảng màu đây. Đây chị này, màu đỏ đấy ạ, màu đỏ đây, 011 màu đỏ này, 011 cho em màu xanh này, 011 cho em màu vàng và 011 cho em tông màu hồng, bốn màu chị yêu ạ. Nhận hàng các bác cứ yên tâm là thoải mái bóc hàng kiểm tra. Đấy chứ ạ, thoải mái bóc hàng kiểm tra cho em trước thanh toán. Đây màu đỏ đây chị ơi, đây màu đỏ, cái viền quần nó là màu đỏ nhá, nhưng em chỉ mặc nguyên cái áo cho các chị xem cái form của áo thôi, còn quần nó như nhau hết rồi, khác nhọc cái viền quần thôi ạ. Quần màu nào, áo màu nào thì quần với viền màu đấy. Đó, áo màu nào quần viền màu đấy, tí bên vét sau. Bây giờ em sẽ lên luôn quần công sở với áo vét ạ. Hàng đầu mùa chất như nước cất. Đấy chứ ạ, 310.000. À, áo vét còn đủ sai rồi. Khuyết mũi xe lờ. Khuyết mũi xe lờ. Vẫn trả hàng mà. Không, bộ này. Hàng đấy là hàng vẫn đang làm, vẫn đang trả hàng bình thường. Đầu nào khuyết xe lờ. Đây các chị này, màu đỏ cho em ạ. Lên mã này cho em là 311 nhá. Mày chốt nhiều áo vét. À, chị Thanh Huế à, chắc là chị mặc người màu xanh 2X đấy chị. Đây màu xanh đây. Đây chị ạ, màu xanh nha bác ơi. Quần công sở size to có rồi, chị ơi tí em lên. Chị Vũ Thị Hạnh nhá, tiếp đợi em bao nhiêu ngày hôm nay mà chưa chốt được quần. Chị Hoàng Kiện ok, chị Trần Thoa rồi ok, em có L 1X với 2X. Chị Huế Trương rồi ok, em chốt đơn hàng. Các bác ngắm kỹ hộ em để em tô mẫu nhá. Tại vì hàng hôm nay về thì các bác gọi chốt nhiều này, thì mai em sợ là chưa đủ hàng để chốt cho khách ạ. Chưa đủ hàng để chốt cho khách. Nhận mỏ. Lại nhọn mỏ, ship Hà Nội vùng xanh được rồi chị ơi, Hà Nội ship được vùng xanh rồi. Chị Đỗ Huyền Trang ok luôn ạ. Chạy một ngày
Màu xanh đây. Nhìn form dáng cho em ạ. Lên cho em mã này là mã 011 nhá. Sướng cái là chất của nó là, chị ơi 57 cân chị mặc 1XL cho em. 57 cân mặc size 1XL. Bộ này 310.000 tình yêu ơi. Bộ này là bộ gì nhỉ? 011 để chạm 310.000. 310.000 đồng. Em qua mẫu nhá. Em qua mẫu luôn ạ. Đây các chị này. Áo xanh viền quần xanh, áo đỏ viền quần đỏ, áo vàng viền quần vàng, áo màu hồng quần viền màu hồng cho em ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất xứng đời. Để chạm chất xứng đời thì em bao giá các chị những cái hàng này. Thấy chưa ạ? Giá này là giá chạy số lượng, các bác cứ yên tâm luôn là chốt được giá đẹp. Đó. 301. Đẹp quá nhỉ. Mặc không muốn cởi ra. Thôi nhá, thay dao có lại ngày mai cháy hàng. Ngày mai cháy hàng, cháy xém luôn chết. Chị Hà Nguyễn rồi ok. Đấy các chị yêu ưng mã nào các chị cứ lên mã hàng giúp em với, em lên quần công sở luôn nhá. Các chị phải bảo là đấy. Chốt sợ lên lâu quá là khách hàng lại không có hàng chốt, là các chị lại bảo là con này nó câu like, câu view. Bán hàng lại chả gọi chị chốt đơn. Ok chị Thành Huế, có size vừa thì chị làm luôn cả hai bộ đi. Săn bao nhiêu ngày hôm nay có hàng đâu. Cho chị một cái ấy đi, cái giày có gót hay là cái gì? Cái giày cao gót. Đây này. Đây đây, móc sẵn ở chân bàn. Đá cái này chưa cắt quy. Thì mới kéo bông quy lại này. Đấy dây lưng không? Không, quần này cần dây lưng. Cái này là cũng có gì này. Đấy cái kéo bấm gì vậy? Đây lấy cho em cái kéo bấm. Nó bấm sâu sâu rồi nhé. Cho em cắt cái quy ra để cài cho nó đẹp nhá. Đây giày cao gót 3 phân của chị đây. Chị cắt để sao cắt được. Chị ấy mà đi để em cắt đi. Thì cái quần đen cắt chị luôn, quần đen size L này. 575. Ủa hôm nay có phải là 2X cơ à? Quần này làm đến 2X à? Ừ. Thì xem có size bé, size M không? Có S à? M. Có S à? M màu đen nhé. S đến 2X à? Thế chốt đơn tầm 60 cân. Đây nào đây. Cái này có size dưới 60 cân này. Lấy nào cho nó hả? Mã này có đến size 2XL ạ. À, chị Nguyễn Trang ơi, chị cứ lên mã hàng cho em và kèm số điện thoại nhá. Bình Dương thì toàn tỉnh Bình Dương em chưa ship được à chị ơi. Mà lâu thì chưa nhìn thấy 2X đâu. Đen thì có rồi. Có S này. 2X thấy lâu rồi. À, có đen rồi. Có đến 2X, lâu đến 2X rồi. Chị ơi, xem bộ em hôm nay em bảo chị phân màu. Để em biết là cái màu nào nó có số lượng để em có chốt. Đấy. Đấy. Ai lên màu này đi. Màu vàng này có hàng không? Màu vàng không? Màu... Đây, màu này đây. Đưa chị mấy đưa cho em nó cũng một màu thôi. Ở đây một đống này. Màu gạch nó chưa đưa cho em. Đây nha các chị nhá. Những cái len tay lỡ như em nó form to chứ không phải là form bé tí đâu. Chất nó mịn luôn. Ok chưa ạ? Đây các chị này. Áo này. Áo là mã G7 chị. G3. Len cổ 3 phân và hàng tay lỡ cho em ạ. Hello chị Duy Ngọc. Đây áo len tay lỡ đây các bác. Để chạm mặc sang thu đây là quá hợp lý luôn rồi. Áo này là G3 đúng không? Ui nhiều màu thực sự luôn ấy. Nhiều màu choáng này. Bây giờ đánh theo mã màu 1 hay màu 2, màu 3 đi. Như thế cho nó dễ. Đúng không? Như thế thì không thể nào mà nhầm màu được. Đúng không ạ? Màu đỏ là... Bây giờ chị đưa cho em một cái bút dạ đây để em đánh màu nhá. Áo trong mặc có bán chị ơi. Chị Nguyễn Trang cho em mã hàng kèm số điện thoại nhá. Chị đánh luôn ở đây. Quần em mặc là mã 577 đúng không? Ờ. 577 em có nâu với đen, quần công sở các bác này. Quần công sở. Cái quần chữ S này hôm qua hay hôm kia em đăng hàng ấy mà hàng chưa kịp về mà các chị cứ nhắn tin hỏi liên tục. Được chưa? Cứ nhắn tin hỏi liên tục cho em các chị yêu, em có màu nâu tây nhá các bác nhá, nâu tây với màu đen. Hai màu ạ, nâu tây với đen, các chị yêu lên đơn hàng chỉ là quần 577 ạ. Quần 577 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay các chị ơi có size, hôm nay có về size dưới 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân. Các chị comment cho là quần ạ, quần 577 nhá chị yêu. Quần 577 ạ và kèm số điện thoại cho em ạ. 100
45.000. Thế chị ạ, 145.000 một quần. Ôi. Các chị nhìn form cho em này, 145.000 một quần. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, 145.000 một quần. 145.000, áo này các chị dưới 65 cân cho em ạ. 40 cân đến 65 cân các chị chốt áo nhá. Áo là mã G3, đúng không? Áo là mã G3, em có nhiều màu lắm, tí em sẽ đọc bảng màu các chị. Còn các chị bây giờ cứ chốt quần đã. Chị nào ưng mã quần này các chị lên đơn hàng cho là quần ạ. Chị ơi Dung, chị ơi, tầm 60 cân thôi chị nhá. Quần này dưới 60 cân thôi. Được chưa? Em có hai màu nâu với đen. 145.000 một quần ạ. Có màu 3 màu này. 145.000 các chị chốt màu nào các chị lên màu đấy giúp em ạ. Toàn bộ của nó sẽ là quần dáng baggy. Toàn bộ của nó sẽ là quần dáng baggy như dáng form form vừa, nó không phải baggy mà rộng thùng thình quá đâu ạ. Đấy, lên form cực kỳ đẹp luôn ạ. Mã hàng chuyên là 577 cho em màu đen và 577 cho em màu nâu, có S, M, L, XL, 1X đến 2X. Đấy, từ S đến 2XL luôn. Các chị cứ tưởng khoảng là 40 cân đến 60 cân. Đấy chạy, 40 cân đến 60 cân em lên đơn. Dưới 57 cân các chị chốt XL. Còn dưới 60 cân các chị chốt 2XL cho em ạ. 145. Ui, form đẹp không đi may nhỉ. Em thề luôn, quần này form đẹp không đi may. Quần 4 cái em. Rồi ok chị, comment đúng mã hàng cho em là quần 577 nhé chị yêu. Quần 577 lên đơn hàng ạ. Em ơi các chị ơi, quần này nó đẹp tương đương với quần mã 569. Form lên đẹp như quần 569 luôn. Chạm 577 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo em mặc là mã gì? G3 đúng không? Bây giờ nhá, em sẽ đánh theo cái màu áo. Màu số 1, màu số 2, màu số 3. Các chị comment là ví dụ như là G3 màu 1, G3 màu 2 hoặc G3 màu 3 giúp em với. Thì nó sẽ như thế là nó chính xác nhất. 10 màu của. 10 màu á? Ờ. Thì chị cứ bảo là có màu xanh nâu ghi đấy, lúc mà G3 thì lấy màu xanh. Bây giờ lấy cho em một cái móc đấy. Áo em mặc rồi, em một tí em lên luôn. Lâm Đồng có ship không nhỉ? Có. Lâm Đồng có ship mà chị. Quần 577 cho em ạ, áo các chị này. Áo này tí em mặc thử cho các chị xem, mặc ở trong áo vest cũng đẹp. Hoặc các chị mặc bình thường này cũng xinh. Đó, chất len này em bảo rồi. Nói chung là những cái dòng này thị trường ấy người ta bán rất là nhiều. Nhưng mà ấy, để mà tìm được các chị hàng loại 1 đấy mới là điều khó. Chứ còn cái loại rẻ thì đầy. Loại rẻ nhiều lắm, nhưng mà cái chất len của nó sờ nó kiểu nó ráp ráp tay ấy. Form nó bé tí, nhiều khi các chị form bé các chị mặc nó còn bị hở rốn cơ. Nó ngắn tí, nó sẽ rẻ hơn nhưng nó sẽ ngắn. Để em xem nào. Xem giá tiền, xem lại giá nhá. Bán bao nhiêu tiền đây? Áo là 125.000 một áo. Ok chưa ạ? 125.000 đồng. Em mặc nó là màu đỏ nhá bác nhá. Màu đỏ em mặc nó là màu đỏ đô. Để chạm màu đỏ đô cho em ạ. Màu này của nó sẽ là màu cam đất. Mẫu này mẫu khác rồi chị ơi. Mẫu này không phải tay bồng. Ôi, xanh cổ vịt các bác này. Màu xanh cổ vịt cho em ạ, áo 125.000. Nhưng em không bán loại form bé tí nhá. Form bé tí nó chỉ có tầm 90.000, 100.000 thôi. Xanh cổ vịt này. Toàn màu đẹp các bác ạ, màu xanh cổ vịt cho em ạ. Màu vàng này các chị này. Màu vàng này. Ghi ở bên cái ngoài túi, ghi màu đi, ngày mai để cái bảng màu đấy cho nhân viên chốt nhé. Màu vàng giúp em với các bác ơi. Màu vàng ạ, 100 bao nhiêu tiền? 125.000 đúng không? 125.000. Lên này form sát người mà chị, dáng này dáng ôm mà tình yêu. Rồi ôi các chị ở đây trước năm ngoái em có lấy cái loại nó cũng giống như này này, nhưng mà form nó bé lắm. Form bé đúng không? Đúng rồi, form bé tí. Không được form rộng rãi như này đâu. Form mặc lên các chị tầm khoảng 56-57 cân đổ về thôi. Như đợt này em lấy form to, chất của nó chất mịn, tay của nó hơi bồng bồng. Đó, mặc rất là điệu, rất xinh luôn các chị yêu nhá. Cổ nó sẽ là cổ 3 phân, nó không phải là cổ lọ, các chị mặc rất là dễ. Nhất là các chị mặc ở trong áo vest hay áo da ấy, hay áo dạ ấy, các chị mặc cực xinh luôn ạ. Đắk Lắk có ship không? Đắk Lắk có ship bình thường mà chị Hương Miền. Đây một tí em dơ lại bảng màu nhá. Màu em mặc là màu đỏ đô ạ. Được chưa ạ? Em cho thử áo ra ngoài quần các bác này. Nhà em không phải là form bé tí tẹo đâu. Các chị yêu nhìn form nhà em nhá. Lần trước ấy, năm ngoái em lấy cái loại này form nó chỉ ngắn tí này thôi. Em lấy phải một loại form bé tí. Nó chỉ như thế này chị ạ. Nhưng mà nó không được, cái chiều ngang nó không được nhiều nhiều vải, may nhiều vải như này đâu.
nó bé tí. Đấy chứ ạ, tay của nó chỉ ngắn đến đây thôi. Cũng là vai bồng nhưng mà tay của nó không được dài như này đâu chị này. Đấy. Lên đơn hàng cho em ạ. Mã này là mã gì ạ? G3 đúng không? G3 và kèm số điện thoại cho em. Màu gì đây? Đấy chứ ạ, 125.000. Màu này là màu đỏ gạch. Đấy chứ ạ, màu đỏ gạch cho em này. Màu đen các bác này. Màu đen ạ. Màu vàng. Đấy chứ ạ, màu vàng cho em ạ. Màu này màu xanh cổ vịt. Màu xanh cổ vịt ạ. Màu này nó sẽ là tông màu, màu này là màu xám. Màu là màu sáng cho em ạ. Màu xám nhá các chị yêu nhá. Màu xám G3 này. Màu hồng của G3 các bác ơi. Màu hồng nhá. Màu hồng cho em ạ. Màu của nó là màu xanh nhạt ạ. Xanh nhạt ạ. Đấy chứ ạ, màu xanh nhạt giúp em này. Và màu trắng. Có đen không chị? Có đen. Có đen mà chị ơi. G3 cho em các chị chọn màu. Đấy chứ ạ, form các chị dưới 65 cân cho em ạ. Form các chị mình dưới 65 cân em chốt đơn. Để chạm chất lên em bao xuống luôn các bác nhá. Để chạm 125.000 một áo. Các chị mình lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Chất gọi cho em bao các chị chất lượng. Để cho em là em cho các chị toàn bộ các chị là hàng của nó hàng loại 1. Nó sẽ có rất là nhiều loại. Để chạm thị trường có loại 7, 8, 90.000 cũng có. Nhưng mà form rất là nhỏ. Em phải nói luôn khách hàng là form rất nhỏ. Nó không được form to như này đâu ạ. Đấy. Form nó chỉ tầm khoảng đến 56, 57 cân cùng làm đến 58 cân thôi. Tại vì nhiều các chị bảo là chị 65 cân cũng mặc được. Nhưng mà xin thưa các bác luôn là nó giãn gọi là nó quá cái mức cái mức của cái áo len ấy. Thì nó sẽ xấu. Đấy. Chị Vũ Long có, chị Liên Đoàn có, chị Yến Lê rồi. Ô, các chị chọn màu. Chọn màu giúp em với. Để chị ạ, chọn màu giúp em với ạ. 125.000 một áo. Đấy chưa ạ. Các chị thêm 50.000, các chị chọn những cái hàng mà loại 1. Đấy, bây giờ giá buôn nó chỉ cần chênh nhau được 5.000, 8.000, 10.000 là chắc nó đã khác nhau rồi. Để chạy chị Quốc Diệu comment đúng mã hàng cho em với ạ. G3 cho em nhé. Chị Thị Lan Nguyễn rồi ạ. Chị Nguyễn Minh Tuyết rồi, ok. Chị Nguyễn Hồng rồi, ok, em chốt đơn ạ. Lên cho em là mã này là gì nhỉ? Để em thử mặc cái tông màu à. Màu gì nhỉ? Đỏ gạch nhá. Em thử cho các bác xem tông màu đỏ gạch luôn ạ. Đỏ gạch này. Đỏ gạch và kèm số điện thoại cho em. Quảng Bình có đi được đơn không nhỉ? Quảng Bình nhà em vẫn đi đơn mà. Đây. Màu vàng màu xám mã hàng G3 chị Quốc Diễu nhá. G3 cho em với. Chị Loan Phạm rồi ạ. Quần có 2X chị ơi, quần 2X thì em chốt cho các chị tầm 60 cân đổ về. Tầm khoảng 60 cân đổ về em lên đơn. Để chạm G3 và kèm số điện thoại cho em 40 cân mặc được chị ơi, tại vì áo len thì các chị mặc dễ lắm. Áo len mặc dễ. Đây là màu đỏ gạch cho em nhá, cổ 3 phân này. Để chạm toàn bộ len em cổ 3 phân ạ. Chị Thi Lan Nguyễn có, chị Uyên Trần rồi ok, chị Hoa Nguyễn có, chị Bùi Hiền rồi ok, em chốt đơn hàng. Các chị em đọc lại bảng màu một lần nữa nhá. Em đọc màu nào thì nhân viên em sẽ ghi từng cái màu. Từng màu lên áo, không thể nào mà nhầm được. Các chị này, nhân viên em nó sẽ ghi từng màu lên cái túi bóng ở ngoài cái áo, cho nên là không có chuyện mà nhầm màu được. Các bác nhá, các chị phải comment đúng cái màu sắc của nó hộ em với. Đây màu vàng này, màu hồng các chị này. Màu xám này các chị yêu ạ, màu xám này. Màu cổ vịt các bác này. Màu cổ vịt cho em ạ. Đây là màu của nó là màu đỏ gạch. Đấy, màu đỏ gạch này. Màu này của nó là màu gì chị? Màu này của nó là lâu tây. Ghi đâu mà ghi. Màu này chưa lên này. À màu này không phải. Cái này khác đúng không? Màu này của nó sẽ là màu. Một là màu nâu tây. Để chặn nâu tây cho em. Đưa ghi lại màu nâu tây cái. Quần này chất như quần 571 chị ơi. Cùng một loại vải nhưng là làm form khác nhau thôi chị ạ. Màu này của nó là nâu tây này. Chữ xấu thế. Đẹp hơn đấy. Chữ bình thường đẹp mà hôm nay viết chữ xấu đấy. G3 chị ơi, G ấy, chữ G ấy. Chị Hoàng Kiện, Nhân Phúc Hoàng có đơn ạ. Chị Trương Thị Liên có. Màu em mặc là màu đỏ gạch nhá. Màu đỏ gạch cho em ạ. Cổ 3 phân này, cái màu nâu tây cũng đẹp này. Để chạm màu nâu tây thì cũng đẹp, nhưng mà nâu tây có nhiều không chị? Nâu tây có, chỉ có màu xanh cổ vịt vàng đấy, xanh nhạt. Thì hai phần đấy. Nói chung là màu xanh cổ vịt này, màu vàng, màu xanh nhạt là ít đúng không? Ừ. Nhưng mà trả hàng sau mà, hàng này vẫn về bù mà chị. Thế đây ạ. Đây là từ 45, 40 đến 55. Ô, chị La Thị Minh gửi lại em đổi cho. Em bảo rồi khách hàng ơi, em nói trên live là chuẩn. Em bảo rồi, nếu khách hàng nào giặt không ra gửi lại em đổi, tại vì cái hàng đấy em trả lại được. Đấy, gửi lại em đổi cho, yên tâm luôn ạ. Chị để lại cho em số điện thoại, ngày mai em giải quyết luôn luôn cho chị nhá. Chị gì đấy ạ?
xem đơn của chị chốt chưa, chị để lại số điện thoại thì em mới kiểm tra được chứ, chị cho chị chưa ạ? Gì ấy nhỉ, comment La Thị Minh này, chị La Thị Minh ấy gửi là em đổi cho. Em có phải là bán cho các chị xong là xong luôn đâu. Em có trách nhiệm với đơn hàng em cực kỳ luôn ạ. Các chị nào gặp vấn đề với đơn hàng ấy, về hàng lỗi này, vấn đề nào các chị gửi lại bên em đổi thoải mái. Đấy, em giải quyết hết luôn chứ không phải bán cho chị xong là xong, lấy tiền các chị được là các chị về các chị không mặc được. Đó. Chị Minh nhá, gửi lại em đổi cho. Ok chưa? Em cũng thế thôi, mua hàng phải mặc được chứ. Mua hàng về nó bị lỗi hay như thế nào đấy thì em rất là áy náy luôn. Hàng đấy thì em vẫn có thể đổi được, đổi được cho nhà sản xuất. Tại vì là về em phải gặp phải những cái vấn đề mà bây giờ ví dụ cả một lô hàng nếu bị mấy cái chị thì bọn em không nào nào không thể nào mà kiểm tra hết được. Cho nên là em phải nói luôn trên live là các chị nào gặp vấn đề với thắc mắc với đơn hàng thì các chị cứ để lại số điện thoại để em giải quyết đơn cho các chị nhá. Chị Kim Yến rồi, ok, đây là màu nâu tây các bác này. Em thử cái tông màu nâu tây nhá, toàn màu đẹp thôi các bác ơi. Toàn màu đẹp, màu sang. Chị Minh Minh gì nhỉ? Minh Minh thì để lại số điện thoại để ngày mai em giải quyết cho chị gửi lại đổi nhá. Chị Quốc Diễu rồi, ok. Ây ạ, áo len này 125.000, chị Hồ Xuân Hương ơi, 125.000 đồng. Cho em một cái mã len tay hến nha. Nó đây à? Ừ? Vậy là 139 hay 145 chị ơi? Quần 145. Cái gì? 145. Quần này là mã mới chị ơi. Quần này là mã 577 là 145.000. Chị La Thị Minh nhá, ok tình yêu. Chị Lê Hoài Thu rồi ạ. Chị ơi, thế đổi cho em cái áo gió được không chị? Chị gửi nhầm sai đổi được chị. Đổi được chứ. Không mặc vừa thì chả đổi chị. Đấy. Mã này nói chung là khách hàng ơi, vấn đề về lỗi lầm về đơn hàng ấy, do lỗi do nhà sản xuất thì các chị gửi lại nha, em sẽ chịu hai đầu cước. Còn nếu mà các chị đổi sai chật rộng các chị phải chịu cước nhá. Được chưa ạ? Các chị gửi đổi mẫu này, các chị gửi đổi sai khác này, được chưa ạ? Các chị chuyển sang màu khác thì các chị phải chịu đầu hai đầu cước. Còn nhà em sẽ chịu hai đầu cước trừ khi là đơn hàng em là bị lỗi do nhà sản xuất này. Được chưa ạ? Nói chung là vấn đề về lỗi về rách áo này hay là nhà sản xuất nó gửi cho em cái hàng cái lô đấy bị lỗi thì em sẽ chịu hết hai đầu cước cho các chị. Đấy, màu này màu nâu tây. Ủa, để qua cái màu này này. Màu giặc lên đẹp chưa? Màu này em gọi là màu nâu tây ấy các chị nhá. Để chạy chị Nguyễn Hạnh rồi ạ, chị Minh La Thị rồi, ok em chốt đơn ạ. Màu này của nó sẽ là tông màu nâu tây. Em sẽ mặc lên những cái màu nó sẽ có số lượng nhiều. Đó. Các chị ơi, em bảo nhận được hàng. Các chị ơi, vấn đề chật rộng thì bên em vẫn giải quyết cho các chị bình thường mà. Các chị có thể gọi lại cái số hotline ấy. Số hotline em bảo em ơi cho chị đổi hàng, chị nhận được hàng rồi mà chị mặc rộng quá hay là chị mặc chật quá thì nhà em sẽ đổi sai lại các chị ạ. Sao không xem được á? Sao thế? Chị thoát ra vào lại chị Vũ Thị Hạnh. Ê các chị này, các chị nhìn form này. Form đẹp này nó không phải ngắn tí đâu. Các chị sơ viễn đẹp, các chị để bình thường cũng đẹp. Để chị ạ, G3 cho em tông màu nâu tây nhá. G3 màu nâu tây và kèm số lượng bảng màu toàn bộ màu đẹp. Em không bỏ qua một màu nào luôn. Đấy, áo này là 125.000 nha Nguyễn Lanh ơi. Đây sơ vi lên các chị này. Để chị ạ, sơ vi. Cực xinh luôn. Màu nâu tây cho em ạ. Do mạng nhà chị á. Mạng nhà em mọi người vẫn xem bình thường mà chị ơi. Mọi người vẫn xem bình thường. Rồi em các chị chọn màu giúp em với. Màu này màu nâu tây cho em nhá. Nâu tây và kèm số điện thoại cho em có đen có trắng. Để chị ạ, đen trắng nó là cái màu cơ bản rồi. Các chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy. Còn cái màu xanh cổ vịt đó là màu mới đấy các chị này. Xanh cổ vịt là màu mới. Mạng yếu quá. Hả? Thế á? Thế là hay do mạng nhà mình. Mọi người gọi là thoát ra nhiều phết rồi này. Nhầm máy của em xem mở nó máy này mở. Sao em ở Tuyên Quang chị ơi? Em ở Hàm Yên Tuyên Quang nhá. Giật cái này gì ấy đây là. Tay hơi bồng bồng. Để chị ạ, các chị lên đơn hàng chị làm mã G3 cho em với. G3 cách số điện thoại cái màu xám này cũng xinh các chị này. Lấy màu xám cho em ạ. Quần em mặc 145.000 chị nhá. Quần em mặc là 145.000 là quần mã 577. Quần này là mã 577, em có đen với nâu. Có hai màu đen với nâu. Rồi em qua mẫu này. Bây giờ em lên lên tay hến nhá. Rồi ạ, bây giờ em lên mẫu len tay hến. Đây là mẫu len tay lỡ. Em sẽ lên cái mẫu len mà tay nó ngắn ngắn một chút này, nó là tay hến. Chị Loan Hoàng ở Hà Nội nha, em gửi được vùng xanh về ạ. Thì Nguyễn Nữ Mậu rồi ok, chị Anh Hạnh rồi ok, em chốt đơn. Nếu màu nào hôm nay về số lượng nhiều thì em sẽ lên trước, còn những màu số lượng ít thì em chỉ dơ màu thôi. Các chị nào thích màu nào thì các chị lên màu đấy, thoát mấy lần rồi vẫn dơ. Chị Phương Tây ok, chúc quần 571.
À, em có chị Kim Yến ạ, bạn xem bình thường chắc là do từng nơi chị ạ. Chị Quan Diễm rồi, ok chốt G3 ạ. Chị Nguyễn Minh Tuyết có order nữa chị yêu nhá. Rồi em lên các mẫu tay hến để em mặc bên trong cái áo vest rồi chị ạ. Chị Vương Huyền rồi, ok. Mẫu đấy á. À, đưa đây chị xem nào. Nhiệt 183. Đây, em lên các chị một cái mẫu giữ nhiệt cao cấp 813. Được chưa? Mẫu giữ nhiệt hàng cao cấp luôn các chị này. Các chị comment luôn là nhiệt cao cấp đi. Được chưa? Nhiệt cao cấp lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em, nó sẽ là dòng của nó dòng thun lạnh. Dòng thun lạnh có mấy màu? 4 màu thì phải. 5 màu. 5 màu à? Đâu, 4 màu. Đây. À ừ, 5 màu. Con này là dòng tay lỡ hẳn các bác nhá. Chất chiếc được gọi là xuống đời nhỉ. Được chưa? Mã này các chị yêu lên cho là mã bao nhiêu đây? Không, nhiệt cao cấp cho em. Được chưa? Nhiệt cao cấp và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu này là màu nâu các chị này. Màu nâu này, màu trắng này. Màu em mặc là màu vàng các chị yêu nhá. Màu vàng, màu đen này. Và màu gì nhỉ? Màu xám ạ, màu xám cho em. Các chị lên đơn hàng cho là nhiệt cao cấp và kèm số điện thoại ạ. Quần 571 em còn chị ơi. Đây là màu xám các chị này. Chất này nó không quá dày nhá các chị nhá. Chất này của nó giống chất thun lạnh. Chất là chất thun lạnh cho em ạ. Con này tí em thử mặc trong vest cho các bác mình xem luôn. Bra em còn chị Vương Huyền ơi. Lên cho em mã này là mã nhiệt cao cấp cho em với ạ. 135.000 một áo. Được chưa ạ? Em tặng khách em này 135.000. Xỉ tại tất cả các chợ trên toàn xỉ các chị 140-150. 140-150 là giá buôn nhá. Em tặng khách hàng em hôm nay là 135.000 đồng. Các chị chọn màu giúp em với ạ. Dưới 65 cân. Được chưa ạ? Dưới 65-66 cân các chị chốt thoải mái. Mã này các chị tầm 45 cân đổ lên nhá bác nhá. 45 cân đổ lên, tầm 65-66 cân đổ với em chốt đơn. Lên mã này trên là mã nhiệt cao cấp và kèm số điện thoại ạ. Mạng yếu quá, hôm nay nhiều người kêu mạng yếu như là kiểu. Nhiệt cao cấp, các chị yêu mình lên đơn hàng cho em với ạ. 130 mấy nghìn, 135.000 đúng không? 135.000 đồng. Các chị mình lên đơn hàng giúp em với ạ, 135. Được chưa ạ, 135.000, chất này chất thun lạnh. Nó nhẹ nhàng, các chị mặc ở trong áo. Áo vest, áo dài, áo dạ lúc em mỗi cổ của nó sẽ là cổ cao như này các chị này. Cổ nó sẽ là cổ cao màu vàng của em mặc rồi nó sẽ là vàng đậm. Màu vàng nó sẽ là vàng đậm. Này, giãn thoải mái. Được chưa ạ? Nhiệt cao cấp các chị lên đơn. Màu trắng đây. Được chưa ạ? Màu trắng cho em này. Em ngại thử tháo ra tại vì tháo ra gập nó không được đẹp như là người ta gập. Màu này màu xám giúp em các bác nhá. Màu xám này. Nhiệt cao cấp cho em với 65-66, 67-68 các chị vẫn thoải mái tại vì chất này nó co giãn mạnh. Để chất này của nó sẽ là co giãn mạnh cho em ạ. 135.000 đồng. Đây là màu nâu giúp em với. Để chạm màu nâu này các chị này. Màu nâu khách hàng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Lên thổ tí em lên sau các bác nhá. Nhiệt cao cấp và kèm số điện thoại. Đây là màu nâu. Để chạm màu em mặc nó là vàng đậm nhé. Vàng nghệ tôn da cực kỳ luôn. Nhìn da là trắng. Chị Phương Lê rồi ok chốt đen nâu rồi. Chị Thành Huế rồi ok chốt đen rồi đơn. Để chạm 135. Các chị lên đơn hàng và kèm theo màu với số điện thoại giúp em với. Đấy, cái form của nó như thế, nó sẽ có 5 màu. Nó sẽ có 5 màu. Quần 569 cho mình còn không nhỉ? Đây. Rồi cất đi nào. Tiếp theo các chị một cái mã áo áo tay gì nhỉ? Tay hến nhá. Để chạm phao bé nha em còn. Các chị chọn màu giúp em với ạ. Chị Giang Hồng. Ê ơi, hôm nay nhìn được áo không có cổ rồi nhưng chị gửi nhầm mã cho em, chất ưng vẫn lấy nhé, em cảm ơn chị ạ. Ôi khách hàng gọi là sướng rồi nhờ. Đấy, gặp khách thì thế mới sướng chị ơi. Đây các bác. Đây là mẫu này, mẫu tay hến. Chị nào thích mẫu tay hến thì các bác lên đơn hàng cho em mẫu này. Lên đơn hàng thì là mã gì ạ? G mấy? G4 đúng không? Con này G4 cho em với ạ. G4 và kèm số điện thoại ạ. Tay lỡ, con này tay lỡ mà em. Tay của nó là tay lỡ mà. Để chặn tay lỡ. Con này các chị mặc ở trong vest đẹp lắm. Con này là tay hến. Để chặn tay này của nó sẽ là tay hến cho em ạ. Tím này,
Này, tím cẩm đẹp chưa? Toàn màu hot thôi các chị ạ, toàn màu đẹp thôi ạ. Chốt cờ 3 cho chị nhé, chị Vương Miền lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Ôi màu tím cẩm này, nhìn màu đẹp chưa? Này. Tím đẹp. Chị lấy được 2 áo rồi nhé, em cảm ơn ạ. Các chị ơi, bảng màu như em phải có tầm 10 màu đúng không? Nó phải có tầm 10 màu. Đâu, đủ màu ra đây chưa? Các chị này, màu nào cũng xinh. Em nói thật luôn, cái bảng màu của nó này, để chặn cái bảng màu của nó cho em ạ. Chị Phạm Giang rồi, ok. Mã này các chị comment cho là G4 đúng không? G4 màu đỏ này, G4 trên màu nâu bò này, G4 màu rêu này các chị này, G4 màu đen này, G4 cho em màu xanh nõn này các chị này, G4 màu đỏ gạch này, G4 cho em màu xám này các bác này, G4 màu xám này, G4 màu be này, G4 màu ghi. Kèm số điện thoại cho em ạ. Kèm đơn nha các chị nhá, kèm đơn hàng đi. Rồi đợi em một tí, em mập thêm áo vest nữa. Em biếu các chị luôn, kèm đơn con này ạ. 105.000 một áo. Được không ạ? 105.000. Các chị lên đơn mã này trên làm mã gì ạ? G4 ạ. G4 và kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến 62 cân. Được chưa ạ? 40 cân đến 62 cân đổ với em trước đơn. Con này tay hến nha các bác nhá. Tay hến cho em ạ. Màu em đang mặc của nó sẽ là màu tím cẩm. Màu tím cẩm len cổ 3 phân, các chị mặc nó rất là dễ. Đó, màu tím cẩm cho em này. Màu này là màu ghi. Màu ghi nhá. Màu này của nó sẽ là màu be. Được chưa ạ? Áo này đẹp quá, em cảm ơn chị. Về toàn màu của nó là màu xịn sò. Được chưa ạ? Về toàn màu xịn cho các bác ạ. Mã hàng chỉ là G4 và cách số điện thoại cho em. Màu này của nó sẽ là màu xám. Thì chạm màu này của nó sẽ là màu xám cho em ạ. Bao nhiêu nhỉ? 105.000 đúng không? 105.000. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em có màu gì nhiều hả chị? Màu đỏ này có hàng không? Có. Ô cái màu này đẹp thế nhỉ? Màu bò đây này, màu bò đẹp chưa? Mỗi màu này là ít. Ôi này. Màu rêu thì có đúng mấy chiếc thôi. Hàng này nó chưa kịp trả hàng các chị ạ. Nó còn không kịp về hàng ấy. Mẫu này cứ ra tí nào hết thì đấy. Cứ ra tí nào hết tí đấy cho em các bác này. Để chạm 105.000. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đây màu nâu bò các chị nhá. Màu nâu bò ạ, 105.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu tím nhá các chị này. Tím của em sẽ là tím cẩm. Để chạm màu này màu nâu bò cho em ạ. Biết thế chọn ít màu thôi cho khách dễ nhỉ. Nhưng mà em không muốn bỏ qua một màu nào. Màu nào em cũng thấy đẹp. Để chạm màu nào em cũng thấy đẹp luôn. Đây là màu nâu bò cho em. Đen tím. Đấy chạm màu nào cũng thấy đẹp luôn ạ. Mã hàng kia là mã G4 nhá. M4 và kèm G4 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 105.000. 105.000 đồng một áo. Mã này là 105.000 đúng không? G4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi. Khách hàng cứ đang bảo là lên áo vest đi. Đây. Hay là tiện cái mẫu này mình lên áo vest luôn nhá. Cái áo này các chị mặc ở trong áo vest cực đẹp luôn. Rồi ạ, đợi em một chút em mặc thêm cái áo này ở trong áo vest luôn các bác mình ngắm luôn nhá. Khoai đổ hoa. Rồi ạ, G4 các chị chọn màu giúp em với. Em đang mặc của nó sẽ là tông màu bò. Để chạm màu của nó sẽ là màu nâu bò. Nâu bò đậm với các bác nhá. Màu này màu ghi cho em ạ. Màu ghi này, tông màu này tông màu đỏ gạch. Để chạm đỏ gạch và kèm số điện thoại cho em. Tay hến rất là đẹp luôn. Để chạm kiểu nó sẽ là dòng tay hến. Lên đơn hàng sẽ là mã gì ạ? G4, các chị chọn màu nhá các chị nhá. Ghi màu chưa? G4 và cách số điện thoại cho em ạ. 105.000 một áo. Để chạm dòng phong các chị tầm 62 cân đổ về. Các chị trên 40 cân đến 62 cân lại chị Khánh Chi rồi, ok. Quần đấy 1m53-50 cân có vừa, chị đang mùi nhá. Chị Giang Hoàng, ok, chút G4 màu nâu bò. Chị nào chút màu nâu bò em mặc các chị lên đơn. Đấy em thử lên các chị xem tông màu đỏ gạch luôn này. Màu nào cũng xinh nha các chị ạ. À. Màu nào cũng xinh luôn, chị Di Hồng rồi, ok. Mấy màu? Tổng có bao nhiêu màu? Hình như nó phải có trên dưới 10 màu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đấy là còn chưa chọn hết màu ấy. 10 màu. 10 màu. Em có tổng 10 màu các bác ạ. Em có tổng 10 màu luôn. Đấy, giãn mạnh các bác nhá. 10 màu, chị ơi, G4 có 10 màu. Đấy. Màu đẹp. Đẹp chưa? Màu này màu đỏ gạch đấy chị này. Con chuột này làm ta giật mình. Tháng 3 chị em thấy chuột. G này là G4. G này là G4. Màu ghi cũng xinh nhỉ?
Em thử màu ghi nào, màu ghi đẹp mà. Đẹp quá mà không vừa. Màu nâu chua. Màu này còn là màu ghi, của màu ghi xám ấy. Để chạm màu ghi xám cho em, chị yêu nào chốt màu ghi các chị lên đơn nhá. Ghi xám một kèm số điện thoại cho em ạ. Quần 145.000 chị ơi, quần 145 cho em ạ. Áo này mã là G4, kèm số điện thoại cho em với. G4 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em này. Dạ các bác, cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với. Để chạm màu này màu ghi cho em nhá. Màu ghi các em tí, em lên luôn áo vest. Chị ơi áo vest sao nào. Áo vest làm sao? Đây màu ghi các chị này. Để chạm em để form bình thường như này. Để chạm em sẽ để form bình thường như này. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Quần này form đẹp nhỉ. Form đẹp quá này các chị ơi, quần này. Quần đang mặc 60 cân có vừa. Quần này size S giống như là vừa đấy. Con này các chị tầm 40 cân 60 cân. Quần này là con sẽ có size 2XL nhé các chị yêu nhá. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Đây áo vest đây. Chị mặc màu ấy, màu xanh cho nó nổi. Áo vest mặc màu xanh. Màu nào cũng còn nhưng mà khuyết size đã. Khuyết size L nó phụ nhá. Rồi. Cô ba này. Màu nào cũng có nhưng khuyết size L. Thế là mặc cái áo vest mặc quần đen thì nó sẽ phối hợp rất là nhiều đồ. Các chị cứ lên áo bên này. Rồi ạ, đây các chị này. Em lên thử màu áo vest nhá. Quần nâu mã 577 giúp em với. Các chị phải comment đúng theo mã hàng mới chốt được đơn ạ. Chứ nhà em có nhiều mẫu quần lắm chị ạ. Hà Nội nhà em ship được đơn của vùng xanh nha các chị nhá. Này, cái thay cái này đi cho các chị cứ chốt màu ghi. Ai hỏi mãi, ai mà hỏi mãi cửa hàng này ở Tuyên Quang, Hàm Yên. Hàm Yên, Tuyên Quang. Hàm Yên, Tuyên Quang. Ui, vãi cả trưởng. Trời ơi, đẹp vãi trưởng. Ừ, đây các chị này. Đẹp nhờ. Em ơi thế luôn các chị mặc hàng em chất vải đẹp từ tội hôm trước chị lấy size L rộng lắm à. Size L của mẫu nào chị? Áo này các chị comment là áo vest cho em với ạ. Áo vest và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn form áo vest em này. Các chị mặc với lại len 3 phân ở bên trong. Hoặc các chị mặc cái áo hai dây ở bên trong cũng đẹp. Đó. Mã hàng lên đơn cho em là mã gì ạ? Áo vest nhá các chị yêu nhá. Áo vest và kèm theo màu số điện thoại. Màu em mặc là màu xanh coban. Màu này của em sẽ là tông màu xanh coban ạ. Và màu em sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 màu. 250 đủ. Không, không đủ đâu. Bảng màu nhé, sẽ có 8 màu áo vest ạ. Để chị ạ, sẽ có 8 màu áo vest. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Ai đứng ở đằng sau dơ màu em muốn. Để chị ạ, áo vest các bác nhá. Các chị đi may con áo này kiểu gì phải có tầm trên dưới 500. Các chị nhìn form này. Toàn bộ hàng em hàng thiết kế. Để chạy, toàn bộ hàng thiết kế các chị nhìn cái vai này nó vuông vắn cực kỳ luôn ạ. Không rộng vai, không rộng nách các bác nhá. Để chạy, em có S, XL, S, M, L, XL các chị từ khoảng là 45 cân ạ. Đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân đến 65 cân ạ. Em tặng các chị 250 nghìn. Mặc dù năm nay nhà cước cao này, giá cao này, tiền vải lên này, nhưng mà em vẫn giữ cái mức giá mọi khi em hay bán cho các chị. Bình thường em bán 280 là các chị đã khen bảo em ơi rẻ ấy. Em bán rẻ quá. Đấy, nói chung là các chị cứ về, các chị nhận hàng, các chị kiểm tra chất lượng. Cái đường make của em nó làm rất là kỹ. Đấy chứ ạ, cái đường make của em nó làm rất là kỹ luôn. Các chị cứ lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đây các bác này. Đường từ đường make này các bác nhá. Đấy chứ ạ. Đó, các chị nhìn cho em lại có đệm vai. May kỹ nhá các bác nhá, chứ không phải là đường kiểu may gia công như cái hàng xưởng, hàng kiểu hàng may đi may chợ đâu ạ. Các bác này. Đấy, toàn bộ hàng này sẽ là giá 250. Mã hàng cho em là áo vest và kèm số điện thoại cho em. Màu này của nó sẽ là tông màu đỏ đậm. Nó không phải là màu đỏ tươi chót đâu. Mà cũng không phải đỏ đô. Nó là cái tông màu đỏ đậm cho em ạ. Bán cho một quần nâu áo vest có xe. Chị Hoài đặng comment là quần này là mã 577. Còn áo vest các chị lên đơn màu và kèm số điện thoại giúp em với chị Lê Thị Thanh rồi ok. SXL 44-45 cân đến dưới 65 cân em chốt đơn. Đây màu đỏ này. Công nhận là cái áo này mặc ở trong áo vest đẹp mà. Sáng ra bây giờ đi làm mặc vest tốt. Đấy các bác này. Thời tiết này các bác mặc vest là hợp lý nhất luôn. Xe xe lạnh. Đấy chứ ạ, mặc vừa sang vừa đẹp vừa lịch sự. 250 nghìn. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng em hàng thiết kế. Nhà em bán mẫu này cách đây 3 năm rồi. Năm nào nhà em cũng chạy mã này. Nhà em chỉ bán một loại chất. Đấy chứ ạ, bán một loại form. Nhưng mà nhà em sẽ bán được cực kỳ là số lượng nhiều. Quần có màu đen chị ơi, quần em có cả nâu với đen mà chị. Đen. Có hai màu nhưng em sẽ mặc màu nâu ở trên line. Tại vì màu nâu thì các chị nhìn nó sẽ rõ cái họa tiết hơn. Còn quần thì em sẽ có hai màu là nâu với đen. Chị Vương Miền G4 3 màu rồi ok. Đây các chị này. Đây các chị nhá, quần em có nâu với đen không phải có một màu đâu. Đen nó là màu truyền thống, màu cơ bản rồi thì lúc nào cũng phải có. Còn màu nâu tây các chị ơi, nó là màu mới. Chị nào thích màu nâu tây các chị lên đơn. 145 nghìn một quần.
Để chạm 145 1.000 một quần cho em ạ. Áo là mã hàng cho em là áo vest cho em ạ. 250 một áo. 250 một áo. Chị Hiếu lấy lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Đây màu vàng các bác này. Vàng của nó sẽ là vàng đậm nhé các chị nhá, chứ không phải là màu vàng sáng, màu vàng chanh đâu ạ. Sao lại đau quần rồi này? Em không biết. Em bị huyền nó còn đau rồi. Còn người kia rồi. Áo vest thì em chạy số lượng thì em vẫn về bù sai bù số, chứ không phải là hàng này em lẻ sai đâu. Tại vì là xưởng người ta trả cho em mỗi hôm về một chuyến ý. Chị quần một quần 54 cân chị lên mã hàng cho em và kèm số điện thoại chị Lê Dung nhá. Chị Hồng Hạnh Trương rồi ok này, chị Chu Thị Hà rồi ạ, chị Lại Lư có đơn ạ. Mã hàng cho em là áo vest cho em màu vàng. Áo vest màu vàng mà kèm số điện thoại cho em. Khoảng áo vest em không dài quá, không ngắn quá. Tay lỡ và chị, tay lỡ thì trong các chị mặc trông nó trẻ trung. Đấy, nhiều khi tay dài các chị mặc nhìn trông nó sẽ bị già hơn so với tuổi. Đấy, mặc hàng vest thì các chị mặc hàng dòng tay dài, các chị mặc nó sẽ bị già. Chứ đèn nhà em không bao giờ như em bán vest tay dài. Nhà em 100% là chỉ bán vest lỡ thôi ạ. Quần là mã 577 chị Đoàn Núi nhá. Quần mã 577 ạ. Mình vest màu đen đi chị ơi. Vest đen đây. Chị yêu lấy màu đen các chị lên đâu. Để chạm vest đen và kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000 ạ. Chị Lam Ngô rồi ok này. Ta có một bộ nhưng màu xanh. Đấy, màu đen cho em. Chị yêu lấy màu nào các chị cứ lên đơn hàng mà kèm số điện thoại nhé. Em có mấy màu ấy nhỉ? 8 hay 9 màu áo vest. Thực ra cái bảng màu của nó sẽ có 15 màu. Có 15 màu. Đây màu đen. Để chạy chị yêu chốt vest đen các chị lên đơn nhé. Áo vest em bán rẻ quá. Chị đóng ở quê 1 triệu một bộ. Quần chỉ 250, còn áo 750 đó em. À thế à chị, tại vì là những cái nếu mà các chị ra tất cả các shop người ta bán cái những cái mà chuyên đầu công sở ấy, thì người ta bán các chị giá rất là cao. Đấy, áo vest các chị mua ít nhất cũng phải tầm của là 380-400 nghìn. Đấy là em gọi là nói là giá rẻ nhất. Đấy, chứ còn vest mà hàng kiểu gia công nhá, cái đường chỉ may của nó xấu xấu thì em không bán. Các chị về các chị có kiểm tra cái chất lượng cái áo, cái đường may nhà em ấy. Đấy, các chị nhớ nhá, nhận hàng kể khách quen khách lạ, các chị cứ bóc hàng, các chị kiểm tra hàng cho em. Để chị kiểm tra xem là cái form dáng này, cái đường may, để xem là chất nó có đẹp hay không. Được chưa ạ? Rồi cho em xin một cái feedback. Chị Dung Hợp Nguyễn Thị có, chị Loan Hà cho em số điện thoại nhá. Tay bồng em lên rồi chị ơi, chị Quế Triệu nhá. Đấy, bác nào chốt bồng nào, các bác lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Có màu be nữa các chị này, màu be này cũng xinh. Để chạm màu be cho em ạ. Lên đơn hàng cho là màu be và kèm số điện thoại. Màu be mặc cái áo trắng này, à, quần đen này. Áo vest các chị có phải là áo vest thôi. Tại vì nhà em chỉ làm một loại này thôi, chị ạ. Không có hàng loại 2, loại 3, không có mấy loại đâu. Chỉ bán đúng một loại này. Trung thành với một dạng áo vest này. Tại vì cái form nó rất là đẹp, ai cũng mặc được. Để chạm cao thấp các chị mặc được hết. Để chạm vest be và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu be này. Be đẹp xinh à. Chị nào không thích nắp túi các chị có thể là cho vào bên trong. Như này. Chị Hồ Liên còn quần 577, chị Trần Triều rồi ok chốt 577 ạ. À. Áo vest và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho em xin một mã bộ nữa chị ơi. Quần đang mặc 145. Hả? Quần đang mặc 145.000. À, chị đang muối có vừa và chị ỉ 1m53 các chị mặc nó không bị dài quá đâu. Dáng này dáng Becky dáng vừa. Này lên bộ này có sen màu này. Bộ này á? Ừ. Chị xem em size số như nào. ML. Tiếp theo các chị ơi một mã bộ nữa. Đã thế hôm nay chiêu đại các chị toàn mã bộ xịn xò đi. Được chưa? Chiêu đại các bác toàn mã bộ xịn xò đi. Chị ơi, chị bên này cái màu xanh này có nhiều không? Màu xanh này có, màu xanh kia đi. Xanh lá này á? Rồi ạ, lên các chị một cái mã bộ đây các bác nhé. Toàn bộ của nó dòng bộ xịn. Áo len em mặc là G4 chị ơi. MLX. MLXL á? Thì nó cũng tương đương với lại L1XX thôi. Để em thử mặc xem mờ xem nào. Rồi các bác ngắm kỹ vest chưa ạ? Vest trắng chưa mặc đúng không? Rồi ok. Có size to không á? Size đến XL các chị dưới 65 cân chị ơi. Size đến XL các chị dưới 65 cân ạ. Chị nào chốt vest trắng các chị lên đơn hàng nhá. Vest trắng và kèm số điện thoại ạ. Rồi vest đen vàng ok. Đây các chị này. Đấy là người em mặc vest còn xấu ấy. Em mặc vest em không được lên đẹp như mọi các chị đâu. Nhiều chị mặc vest, các chị đến cửa hàng em, các chị thử vest vào người, các chị nhìn cứ mê ly. Đấy, nhiều chị mặc vest đẹp lắm, em mặc vest là em mặc không được lên đẹp như các chị ở bên ngoài, các chị đến cửa hàng em thử đâu. Mà nó lên form nó được như thế này các chị này. Chỉ là người em lại không mặc áo vest đẹp như nhiều chị đến cửa hàng em đâu. Nhiều chị đến thử chỉ muốn ngắm thôi.
cứ bảo chị ơi chị đứng chị để cho em nhìn các chị một tí này, chị cho em đứng chị chụp cho em xin một cái kiểu ảnh để em giới thiệu, tại vì em mặc áo vest thì nhiều khi là em chỉ mặc áo phông thôi, em mặc áo phông quần sóc là đẹp thôi, còn áo, em mặc đồ công sở thì nhiều khi em mặc không được đẹp như các chị. Đây ạ, lên đơn hàng cho là áo vest trắng nhá, vest trắng và kèm số điện thoại ạ. Chị Vi Tuyến rồi, ok, một quần màu nâu chị comment mã hàng cho là 577, quần 577 màu nâu ạ, ok chị luôn ạ. Chị Loan Hà rồi, ok, chị vest đi đen xanh rồi, xanh coban. À có cái màu xanh cổ vịt nữa, quên mất không lên màu xanh cổ vịt. Chị Phan Lập rồi, ok chị em chốt đơn ạ. Áo len tay bồng em lên rồi mà chị. Đây xanh cổ vịt đây, đây là màu xanh cổ vịt cho em. Để chặn xanh cổ vịt lên đơn hàng một kèm số điện thoại ạ. Cổ vịt 63 cân chị Hà Cảnh này. Chị Phạm Giang rồi, ok. Bác nào chốt xanh cổ vịt thì bác lên đơn nhá. Đấy ạ, chị nào chốt xanh cổ vịt các chị yêu lên đơn hàng ạ. Quần này eo thề luôn, form nó đẹp quá này. Được chưa? Quần này mà không muốn cởi ra thì cái chất nó mềm nó mịn lắm. Sau em ở Tuyên Quang ạ, chị Ngọc Hân rồi ạ. Chốt G4 này, chị Nguyễn Thị Mai chốt 577 màu nâu màu đen. Quần thì các chị cứ làm cả đôi một nâu một đen nên các chị mặc thay đổi. Áo cho em mặc là 105.000 chị ơi. Vest là 250 ạ, chị Hạnh Hoàng Nguyễn nhá. Vest 250. Các chị có thích em lên bộ nữa không ạ? Hôm nay chiêu đãi các bác toàn cái mã bộ xịn sò luôn nhá. Được chưa? Toàn bộ hãng. Toàn bộ của nó dòng hãng nha các bác này. Lên đơn hàng cho là bộ này là mã bao nhiêu ạ? 082 đúng không? 082. Cái mẫu ở ngoài cửa kia là mẫu cái gì đấy? Đấy là 082 đây. Phải không? Phải. À. Em đâu cái hình đấy này. BB không phải. Đây cũng 082 là sao này. Sao này? Xem nào em nhé. Đây lên mặc khác đi. Lên mặc khác đi. Nhiều chị đặt áo vest nhà em đặt đồng phục lắm. Đặt lại trên line này chị Huyền Nguyễn ơi, hôm nay gọi điện chốt đơn mà chị không nghe máy được thì chị đặt lại trên line này của em với ạ. Chị Vân Anh đặt lên số điện thoại giúp em với chị Anh Lê rồi, ok. Chị áo vest, chị ơi áo vest của em sẽ là màu đỏ và đỏ đậm nhé chị nhé, chứ không phải màu đỏ mận đâu ạ. Chị Dung Hợp Nguyễn Thị rồi, chị Hà Thu rồi, ok. Các chị cứ nghĩ cho em là ở trên line với lại so bên ngoài một thực tế nó sẽ là khác nhau một tông nhé các chị nhé. Ví dụ màu xanh em mặc trên line nó sẽ sáng hơn so bên ngoài một tí đó, tại vì trên line thì em thắp bóng điện đi, lúc nào thì trông nó cũng bị sáng hơn so bên ngoài, cái tông màu bên ngoài nó sẽ trầm trầm đậm hơn trên line ạ. Quần 569 em còn 569 nhà mình còn nhiều không? Chị ơi 569 hiện tại thì em không lên được trong buổi tối ngày hôm nay, tại vì là tối hôm qua nhà em lên thì đơn tối qua nhà em chưa chốt xong. Chị cứ đặt mã 569 mà đấy. Các chị cứ lên, nếu mà các chị thích lấy mã 569 các chị cứ comment là quần 569 và kèm số điện thoại cho em, ngày mai nhân viên em sẽ gọi chốt đơn nhá. Đặt tối qua, đơn tối qua nhà em chưa gọi chốt xong, chị Lộc Phạm ơi, chưa gọi chốt xong đơn tối qua nên các bác để ý điện thoại của em với. Đấy, lúc nào cũng phải xin lỗi khách hàng tại vì đơn đặt này nó hơi quá tải. Không phải quá tải mà quá lạnh. Đơn bị quá tải. Đấy. Chị Đỗ Thị Xe nhá, chị ơi chưa chốt xong đơn tối qua. Các chị này lên tiếp một mã bộ nữa ạ. Nhà em chưa vào bờ được, vẫn đang gọi là đang ngoài khơi. Con chào các bạn. Hôm nay trông xấu đấy. Hôm nay đặt bọn trong 700 chui ra. Cập thủ xấu chi. Ra chào các bác đi. Con chào các bác. Chào to vào. Con chào các bác. Chiếc hôm nay áo đỏ còn vàng. Nhìn trông chắn đời. Ô phong này bé hơn này. Hôm nay có size các chị trên 40 cân nhá. 40 cân đến 60 cân. Form này hôm nay có form bé hơn, lúc nãy chị nào không chốt được mà bộ thì các chị chốt bộ này cho em, để bộ này là form bé hơn này. 40 cân đến 60 cân. Đấy, nó sẽ có màu gì chị? Đỏ. Xanh. Xanh cổ vịt với lại xanh xanh lá. Ba màu. Bộ này có form bé này. Diễn ra bộ này em phải mặc size L ấy, bây giờ size M. Size M em mặc thích.
bộ này form bé hơn đấy các chị nhá. Trên 40 cân là các chị có size vừa. 40 cân đến tầm 50 cân các chị chốt size M. 55 cân các chị chốt size L. Dưới 60 cân các chị chốt XL cho em ạ. 3 size M, L, XL. Các chị lên đơn hàng cho là mã gì ạ? Vừa bao nhiêu đây? Mọi người G5. G5 cho em với. Bộ này là G5 mà kèm số điện thoại cho em. Toàn màu đẹp thôi các bác ơi. Để chạy G5 các chị cho mình lên đơn nhá. Đây là màu xanh cổ vịt ạ. Xanh cổ vịt cho em ạ. Xanh cổ vịt này. Với lại màu đỏ. Quần Q1 em còn nhưng chưa về được size to nữa. Đang có size bé thôi chị ạ. Các chị lên mã này là mã gì ạ? G5. Chất u mì ép. Các chị ơi chất sướng đời luôn ạ. Toàn bộ nó sẽ là bộ hãng. Chị Vân Anh đặng có chị Ly Chu rồi ok chất đơn ạ. 239.000. Các chị lên nhanh tay vì bộ này nhé em số lượng ít. Được chưa? Bộ này nhé em sẽ là số lượng ít. Các chị lên đơn hàng cho em bộ này em mặc nó hơi kích tại vì là form này là form nhỏ hơn. Được chưa? M các chị dưới 50 cân thôi. Em nghĩ sao em mặc size L đấy ạ. Size L các chị 50 cân đến 55 cân ạ. XL các chị 55 cân đến 60 cân. Các chị lên đơn hàng nhé. Chị Ly Mai rồi ok. Bộ này nó tầm khoảng là chưa đến 100 bộ. Chưa đến 100 bộ, hàng này của nó là U Mỹ F. Được chưa? Hàng này của nó là U Mỹ F cho em, một này một xanh cổ vịt các chị này. Tất cả của nó là sẽ là theo các băng nhá. Được chưa? Chữ tay này. Đó. Áo vest 250 chị ơi. Ở Tuyên Quang khu nào để các chị đến mua nhiều đấy. Chị ơi em ở cây 25 Hà Tiên, gần cây xăng 25 chị nhá. Cách cây xăng 25 tầm 100 m. Đến nói chung là chị đến cây 20 chị hỏi shop em ở đâu thì các chị cũng biết hết rồi. Các chị này. Bao nhiêu tiền ạ? 239.000. Và vụ các chị mua bộ này 380-400.000 chuyện bình thường. Được chưa? Và vụ các chị mua những cái bộ này 380-400.000 là chuyện bình thường luôn. Tại bộ này của nó là hàng xịn, hàng cao cấp cho em ạ. Màu em mặc là xanh lá các bác nhá. Xanh lá này, còn bây giờ màu xanh cổ vịt. Màu xanh cổ vịt cho em ấy là tông màu đỏ. Ba màu là ba màu gọi là đặc sắc nhất, ba màu đẹp nhất luôn. Ok chưa ạ? Ba màu. Các chị lên đơn hàng cho là G5. Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa. Form này từ 40 cân đến 60 cân. Lúc nãy chị nào không chốt được cái bộ kia tại vì form của nó to hơn ấy thì các chị chốt sang bộ này cho em với. Bộ này là mã G5 chị ơi. G5 cho em với ạ. G5 chị Lê Vân nhá. G5 cho em ạ. 239.000. Gọi giá gọi là giá chạy giá số lượng cực sốc luôn các bác luôn ạ. Em thử các chị xem cái màu xanh cổ vịt kia, xanh cổ vịt không về nhiều đúng không? Xanh cổ vịt về được ít. Ok chị ạ. Xanh cổ vịt có kèm số điện thoại cho em. Mã hàng cho là G5 ạ. Chị đặng diện có ạ. Chị Lê Vân lấy mã hàng đi chị ơi. Bộ này 239. Bằng tiền cái bộ trước chị ơi. Bằng tiền bộ trước. Ôi ôi các chị này. Xanh này màu xanh nha. Màu mới kìa. Xanh này xanh cổ vịt. Để chạm xanh cổ vịt cho em ạ. 40 đến 50 cân đổ với các chị chốt size M nhá. Chất này nhé là chất u mì đấy. Chứ không phải chất cốt tông. Chất u mì cho em ạ. Chất của nó mắt lạnh. Chị Nga Hoàng ạ. Chị Lê Vân có đơn ạ. Mã hàng lên đâu nào chứ là màu. Cái gì nhỉ? Quần của nó sẽ là cùng màu nhá. Quần của nó sẽ là cùng màu nhau. Để chạm cùng là màu đen, còn nó chỉ khác cái màu áo thôi ạ. Loan ơi gần nhà chị bán bộ này 350 đấy. Ồ thế à chị. Thế em bảo rồi, vào trong vụ các chị mua ấy cũng phải tầm 380-400. Đây là cái giá mà hiện tại là chưa vào vụ chị ạ. Mà người ta đã bán 350 đúng không? Đấy em bảo rồi. Em ơi em có bán rẻ quá không? Bán rẻ quá là nhiều chỗ kiện đấy. Thế là người ta mới vào phá em mà chị. Thế nên nhiều chỗ không bán được người ta mới vào phá em đây. Mà chị thấy em lúc đầu like ấy. Áo gió em đang xả 100.000 cái nó bảo là lấy nhập bên Trung Quốc 50.000 đấy. Đấy, nhiều khi bán rẻ quá cũng bị người ta ghét. Đúng không ạ? Thôi kệ đi. Chị em mình cứ gọi là mua được giá rẻ, chất lượng đẹp là ok luôn. Đấy chứ ạ? Các chị lên đơn hàng cho là mã gì ạ? Các chị này. G5. G5 cho em với ạ. G5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. MLXL 3 size các chị yêu nhá. MLXL em có 3 size. Đây màu đỏ cho em ạ. Xanh cổ vịt em về được ít, không biết là có đủ trả hàng cho ngày mai không. Đấy chứ ạ? Không biết có đủ trả hàng cho ngày mai không. Mã hàng lên đơn cho em thử các chị xem tông màu đỏ này. G5 cho em màu đỏ ạ. Rồi bán 350 đúng không? Em bảo rồi, em bán nhưng mà để chênh lệch ngoại trường ý. Các chị mua lẻ, các chị mua rẻ hơn ít nhất 100.000. Đấy, các chị cứ tin em đi. Nhưng mà các chị ơi nó về từng đợt đấy. Đợt sau ấy có lẽ là giá nó sẽ tăng hơn tầm khoảng là 15-20.000 một bộ. Đây màu đỏ này, em ơi nó không phải đỏ tươi các chị yêu nhá. Bên ngoài của nó sẽ là tông màu đỏ đậm đấy.
Bên ngoài là màu đỏ đậm cho em chứ không phải là đỏ tươi chót đâu, không phải đỏ đô nhá. Mã hàng lên cho là G5 ạ, G5 cho em màu đỏ và kèm số điện thoại. Em có 3 tông màu. Em có 3 tông màu. Để chạy chị Trinh Phạm có đơn ạ. Quần nó sẽ là cùng màu như này luôn. Các chị nhá, cùng màu như này luôn ạ, nó chỉ khác nhau cái màu áo thôi. Các chị cứ làm bồn 3 mụn 3 màu. Làm luôn 3 mụn 3 màu cho em ạ. Để chạy G5 cách số điện thoại cho em ạ. 239. Em bảo rồi, giá này là em chạy số lượng nhiều. Được chưa ạ? Hàng đầu mùa nhé, em sẽ về đủ bù size liên tục. Nên các chị cứ lên đơn. Nhưng mà em cũng không hứa là chuyến sau thì giá em giữ được cái mức giá 239.000 đồng như ngày hôm nay. Tại vì là giá từ đây vào vụ ý, thì nó chỉ có tăng giá thôi, chứ không có giảm đâu. Tại vì hàng công ty ý, toàn bộ là mẫu này là hàng chính phẩm. Được chưa ạ? Không phải là mẫu của năm ngoái hay năm nào đấy. Nó là mẫu chính phẩm của năm nay luôn. Cho nên là giá của nó sẽ là cực kỳ là đẹp luôn đấy các bác ạ. 239, còn thị trường đang bán, đấy chị nào vừa nói là gần nhà chị bán 350 đúng không? Đấy là khách hàng tự nói nhá. Chị em bảo rồi ạ, các chị mua nhà em rẻ hơn khoảng tầm 100.000. Bảo sao nhiều khi bán rẻ là hay bị ghét. Bán rẻ là hay bị ghét. Đấy chứ ạ, lên cho mã này là mã gì ạ? G5 nhá. Bắc Ninh 280k một độ đấy, mua ở đâu không bằng đồ nhà em yêu, em cảm ơn chị. Đỏ này, chị ơi, đỏ nhiều khi là có cái màu đỏ mà sợ sợ ấy. Nó không phải là màu đỏ tươi hẳn mà cái màu mà đỏ kiểu nhờ nhờ ấy. Màu đấy là màu xấu. Còn màu đẹp đó các chị này, các chị về các chị ơi xem màu đẹp hơn trên like. Để chạm màu của nó sẽ đẹp hơn trên like ạ. Áo mặc trong có bán chị Phạm Cường nhá. Áo mặc trong là mã M12. Áo mặc trong bra là mã M12 cho là 70.000 một áo. Là áo bra mặc ở bên trong ấy. Là chị Trương Thanh Hải có, chị Hà Hằng rồi ok. Rồi em qua mẫu này. Thế thì cho em xem một mã bộ ngoài cửa với. Tiếp theo ạ, một mã này nữa này các chị này. Một mã này nữa nó sẽ có cả màu đen. Được chưa ạ, một mã này nữa luôn. Tại vì bộ này của nó là hàng hãng mà chị. Hàng hãng. Đẹp hơn cả hàng Quảng Châu luôn. Bảo sao mà thị trường đang bán người ta ít nhất phải là 350-400. Em bảo vào vụ nó sẽ có rơi khoảng tầm là 380-400.000. Bộ này là G6 đúng không? G6 màu nào có? Đây chị yêu thích màu đen, em sẽ lên các chị một cái mã bộ này, sẽ lên màu đen trước nhá. G6 ạ. G6 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chất như nước cắt luôn. Để chạy toàn bộ của nó là dòng chất u mì. Để chạy toàn bộ dòng của nó sẽ là dòng chất u mì cho em ạ. Lên đơn hàng cho là G6 và kèm số điện thoại ạ. G6 và lên số điện thoại cho em ạ. Thôi việc của mình bán chị ơi. Miễn là sao là khách hàng ưng, khách hàng mặc đẹp. Để chạy giá đó, cả hợp lý đợi, chứ còn là để mà so bì với lại giá lẻ thì không thể là so bì được. Tại vì là mình bán trên live thì em bán chạy số lượng, còn người ta bán lẻ thì người ta bán được số lượng ít thì chắc chắn là người ta sẽ là chắc chắn người ta sẽ cộng lãi cao hơn rồi đúng không ạ? Nó còn phải, người ta còn phải bù vào hàng tồn, phải bù vào những cái hàng mà nó lẻ sai lẻ số. Bọn em bán trên live, bọn em bán số lượng nhanh. Để chạy bán nhanh thì bọn em lúc nào cũng phải có mối liên, mẫu mới liên tục ấy, cho nên là không cần phải cộng lãi nhiều. Mỗi mẫu em chỉ cần cộng các chị tầm 5-10 nghìn. Thì chạm bộ nào giá được cao tầm 15.000. Thế là đã có công rồi đúng không ạ? Một buổi live em bán các chị 500 bộ. Để chạm 700 bộ là em đã có lãi đúng không ạ? Không cần phải gọi là lãi nhiều. Không cần lãi cộng lãi nhiều như thị trường. Đây nhớ bác nhá. Bộ này lên đơn hàng cho là bộ gì ạ? G6. G6 và kèm số điện thoại cho em. Ai ngoài không đây? Gì đấy? Ai bảo mày bố đấy? Ăn sung, chửi nhau. Ăn sung quá sướng, chửi nhau. Bộ này cũng là form nhỏ, không phải form to nhá. Còn mỗi cái bộ mà lúc nãy làm mã 080 thì nó là form to hơn. Còn bộ này thì các chị vẫn từ 40-60 cân. Nó là size L 1X với 2X, đúng không? Size L 1XL với 2XL, nhưng mà bộ này cũng là form nhỏ thôi. Để em mặc size L này các chị này. Ghi hộ chị nhá. L đến 2XL form các chị từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân, size M à size L các chị dưới 50 cân. Size M này dưới 50 cân. Các chị lên mã này trên là mã G6 á. G6 và kèm số điện thoại cho em, cũng có 3 màu đúng không? G6 cho em ạ. Đen mặc dễ mà. Các chị nhiều chị thích màu đen, đen viền của nó sẽ là viền của màu be các chị này. Đen viền be cho em. Đó, lên đơn hàng cho là G6 á, 239. G6 239.000
Này là ngày xưa đi học là chơi nhau đó. Bố đấy đâu mua? Bố đấy nó bóc cái đâu mà cụ sờ sờ đấy. Chưa bóc đâu. Kẹp vô mà. Cờ sáu lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Màu đen này. Màu đen, mẫu này là có màu đen nhá. Màu đen này, màu xanh xanh cổ vịt và tông màu màu xanh lá. Màu đen, tông màu xanh cổ vịt với tông màu xanh lá cho em ạ. 239.000. Chị ơi sao chị dở cái này XL? Không có size nào. Ôi chết rồi, hôm nay về không chưa đủ size à? Chưa, bộ em không size nào. Thế thì mẫu này, mẫu này mẫu này nói chung là màu xanh thì về chưa đủ size đúng không? Nhưng mà nói chung là xưởng nó sẽ trả cho mình. Để trả hàng, hàng này là hàng hãng thì công ty người ta đang ra hàng mà. Rồi ạ, G6 cho em. G6 và kèm số điện thoại cho em các bác nhé. Các bác nhìn cho em ạ, chất này mịn đẹp dã man luôn ạ. Toàn bộ nhà em sẽ là dòng chất u mì. Toàn bộ dòng chất u mì cho em ạ, màu đen. Chú ý là có đen và xanh lá. Chủ yếu sẽ có tông màu đen với tông màu xanh lá. Các bác lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em là mã G6. Em mới vào giá bao nhiêu? Em mua 239.000 đồng em yêu ơi. Đấy chứ ạ, thị trường bán bao nhiêu kệ đi. Em chỉ biết bán các chị được giá đẹp. Đấy chứ ạ, giá đẹp, giá mềm. Đấy, còn cho các chị khảo giá thị trường thoải mái. Giá này thì em bảo là các chị em bao giá toàn quốc. Toàn bộ hàng đầu mùa. Đấy chứ ạ, năm nay hàng của nó cực kỳ là khan hiếm. Cực kỳ khan hàng luôn. Cái gì giá cũng cao, cước cao, vải cao. Cho nên là bây giờ em bán được giá này. Nhưng không hứa là chuyến sau sẽ không có giá này nữa các bác nhé. Rồi là chị Thị Lai Nguyễn có, chị Hà Hằng có đơn ạ. Chị ơi mã này đánh size L, 1XL, 2XL. Nói chung là size số không quan trọng đâu. Quan trọng là cái form dáng của nó. Các chị tầm bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân vừa. Đấy, nhiều khi là cái size số. Nhiều khi là người ta xưởng có cái mã người ta đánh là 1X, 2X, 3X. Có mã này đánh là M, L, XL. Có mã này đánh L, 1XL, 2XL. Đấy. Chị Đào Bích rồi ok ạ. Cho em xem lại mẫu bộ to lúc đầu với ạ. Bộ to lúc đầu là 080 em ơi. 080 thì nó cực kỳ là nhiều màu luôn. Nó sẽ có là 6 hay 7 màu ấy. Chị Chi Lê rồi ok ạ. Đây màu xanh lá chị nhá. Xanh lá cho em ạ. Chị yêu chốt xanh lá các chị lên đơn. Để chặn xanh lá và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất này các chị này. Cầm nó mát lạnh nhé các bác nhé. Cầm mát lạnh cho em ạ. Toàn bộ của nó sẽ là những cái hình họa tiết. Nó sẽ là hình theo. Toàn bộ họa tiết của nó sẽ là hình theo cho em ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho là G6. G6 và kèm số điện thoại ạ. Hàng này em bán lẻ thôi ạ, tại vì là cái mã này thì em chưa đủ số lượng để trả cho khách, chưa đủ số lượng để trả cho khách xỉnh. Hôm nay tạm thời em chốt đơn cho lẻ đã nhá. Tại vì lẻ ngày mai chưa chắc là các chị là có đủ hàng ấy. Hôm nay các bác lên đơn quá trời luôn. Cho em một mã quần công sở để em mặc với lại áo phông có cổ vậy. Áo dây có chị Vân Đào, đợi em tí em lên áo hai dây. 44 cân có vừa chị ơi, 40 cân đến 60 cân chị ơi, 73 cân không vừa mã này nhá. Em chốt được các chị mẫu này trên dưới 60 cân thôi. Đấy chị ạ, dưới 60 cân thôi ạ. Chị Hương Vũ rồi ok, chốt đơn G6 ạ. G6 và kèm số điện thoại cho em nhá. 239.000 một áo một bộ ạ. 239. Chị Huyền Phạm ạ, chị Hương Vũ có đơn ạ. Thanh Hóa. Thanh Hóa trừ Nông Cống Như Thanh với lại một huyện nữa. Là em không ship được hàng ạ. Nếu mà các chị đang ở vùng mà đang giãn cách thì em không ship được. Đấy, còn nhiều chỗ vùng xanh thì em vẫn ship bình thường các chị yêu nhá. Chị Thu Lý rồi ok ạ. 62 cân tùy chiều cao của chị nhá. 62 cân nó phải tùy chiều cao. Mua cho em XL đấy, cái bạn đấy nó là khóa sườn. Rồi em lên các chị một cái mã quần công sở nữa nhá. Chị Thảo Nguyễn rồi ok em chốt đơn ạ. Lên mã này cho em là mã gì ạ? G6 đúng không? G6 và kèm số điện thoại cho em. Mã này hôm nay chưa về được size bé, chỉ về được chiếc size to. Nó chỉ về được chiếc size to thôi ạ. Chị Hương Vũ có G6 này, 65 cân không vừa chị nhá. À, mình Nga Sơn đã giãn cách, giờ hết giãn cách ship được cho mình không? Thế nên mà các chị nào mà đặt hàng này thì đợi hết giãn cách các bác vui lòng cho em ạ, chuyển khoản trước nhá, hoặc là đặt cọc trước ạ. Quần màu đen hết chị ơi, nhà em mẫu này không có quần màu xanh đâu. Đấy, cả cây nhà em sẽ là quần đen và áo xanh. Quần một màu, áo một màu chị nhá. Đấy chị ạ, nó không bị rực rỡ, chói quá. Không bị rực rỡ và không bị chói quá. Nếu các chị thích bộ cùng màu thì ký em lên sau ạ. Thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa thì bây giờ là bọn em đang là ở Nông Cống với lại Như Thanh thôi. Còn nếu mà ở thành phố mà không có dịch thì bọn em vẫn ship bình thường ạ. Chị Đặng Quánh có, chị Nguyễn Thi rồi ok em chốt đơn ạ.
Nguyễn Thi comment lại số điện thoại giúp em với. Comment có 7 số điện thoại em chốt đơn được. 7 số điện thoại không lên được đơn hàng. Tiếp theo một mã quần công sở các chị này. Mã này hôm qua là em lên hơi muộn. Để chạy hôm qua em lên hơi muộn. Hà Nội có chốt nhưng mà chốt được ở vùng xanh nhá, còn vùng đỏ thì không ship được hàng ạ. Để chạy các chị nhìn quần công sở này. Ok chưa ạ? Nhưng mà cái form này hơi nhỏ. Form này các chị 40 cân đến tập khoảng 56 cân thôi. 40 cân đến 56 cân em chốt đơn ạ. Quần này là mã gì nhỉ? 575. Quần này là mã hàng 575 cho em với ạ. Ôi giời, bây giờ các chị phải hiểu được là ở tình hình chỗ các chị như thế nào chứ chị. Em báo luôn là những cái chỗ mà đang giãn cách ấy không ship được chị ơi, vùng đỏ không ship được ạ. Thành phố Thanh Hóa đang dịch thì không ship được chị. Sao ship được? Bây giờ các chị biết là các chỗ các chị đang dịch giã tình hình như thế nào biết được hơn em chứ. Lên áo không có cổ nhá, cho các chị mặc đi làm nhá. Bây giờ bộ xà 4 có nhiều mẫu form to mà, nhưng mà thường là em chỉ bán được form nhỏ nhiều hơn là form to chị ơi. Là trước em hay về form to nhưng hay bị ế lắm. Tại vì khách thì em toàn các chị tầm khoảng dưới 65 cân thôi ấy. Còn từ trên 65 cân thì em hơi khó chốt. Đấy, cứ về đợt nào là có nhiều size to cái là y như rằng lại phải bán lỗ. 5556 cân gì? Chị ơi, lên cái mã mà có viền cổ Burberry. Chạm quần này là mã 575. 575 và kèm số điện thoại em có nâu với đen nhé các chị yêu. Form này em chốt đơn các chị tầm khoảng 56 cân đổ về thôi. Để chạm 5556 cân đổ về em lên đơn. Quần mã hàng cho là 575 và kèm số điện thoại ạ. 575 cho em ạ, 139.000. Ok chưa ạ, 139. Quần em mặc là 139.000 đồng các chị lên đơn nhé. Em có hai màu là nâu với đen. Hai màu nâu đen ạ. 575 kèm số điện thoại cho em các chị nào. Nói chung là chất quần công sở nha các bác, không phải suy nghĩ đúng không ạ? Không phải suy nghĩ một tí nào. Thị trường nó bán trên 200. Em tặng các chị 139.000. Để chị, em tặng khách hàng nghe là 139.000 đồng ạ. Không có xanh chị ơi, chị có hai màu thôi ạ. Áo đang mặc có bán không em có chị ơi. Áo em mặc là mã M12. Áo em mặc là mã hàng M12 là áo bra chị yêu nhá. Áo bra cho em ạ, M12 ạ. Còn quần là mã hàng quần 575, em có nâu với đen hai màu, các chị làm luôn cả hai quần này luôn đi. 40 cân tầm 56 57 56 cân đổ về. 40 cân 56 cân đổ về em chốt đơn các chị nhìn cho em cái cảm này. Em sẽ mặc màu nâu trên line để các chị nhìn rõ cái họa tiết của nó hơn nhá. Để chạy màu đen thì các chị nhìn nó hơi khó. 575 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo không có cổ đây. Để chạy áo không có cổ nhưng em sẽ có hai size ML. Hai size ML các chị lên đơn mã này. Tí nữa em lên các chị một cái form nó sẽ là con to hơn. Áo bra mặc là 70.000. Áo bên trong mặc là 70.000 ạ. Còn áo phông các chị này. Em mà tặng lúc các chị là giá đẹp luôn nhá. Được, 575 hai chiếc các chị link lấy bao nhiêu cái thì các chị cứ lên đơn. Để có số điện thoại cho em là chốt đơn ạ. Anh Hương lên thì chị cứ lên đúng số điện thoại cho em là lúc nào em cũng nhìn thấy chị luôn. Chứ chị không nhìn thấy số điện thoại, các chị có chốt 10 mã thì em không gặp được đơn hàng của chị được. Đó, các chị nhìn cho em này. Áo em mặc nó sẽ có là 4 màu. Đúng không? Hôm nay có bên màu xanh không nhỉ? Không có đâu. Hết xanh rồi á. Xanh nhá. Xanh của mã kể nhá mà. Ờ, mỗi một hai cái thôi cụ. Số của hai chiếc màu xanh đúng không? Ừ. Được chưa? Áo lên cục tem lên rồi chị. Tí xem lại like nhá. Mà áo này các chị comment là G bao nhiêu đây? G6 à? G6, G7. G7 cho em với ạ. G6 là đủ bộ. G7 và kèm số điện thoại ạ. Có xa các chị dưới 60 cân. 40 cân đến 60 cân đổ về em lên đơn. Được chưa? Em tặng khách nốt là 139.000.
139.000 đồng cho em ạ, dòng cốt tông lạnh các bác nhá. Dòng cốt tông lạnh cho em ạ. Chị nào đã nhận được những cái áo phông này cho em rồi, cho em xin một cái feedback rồi ạ. Cho em xin một cái lời phản hồi, cho em xin một cái lời nhận xét. Để chị ạ, thật tâm luôn ạ, chất em như thế nào ạ. Thị trường đang bán nhẹ nhàng là 250. Để chị ạ, nhẹ nhàng cho em là 250.000. Em tặng khách hàng nốt là 139.000 đồng một áo. Quần em mặc là 139.000 một quần, là 139.000 một áo. Cứ 140.000 một quần, 140.000 một áo đi. Ok chưa ạ? Bình thường các chị mua áo này rẻ mèo nhèo nhất cũng 220-230. Để chị ạ, thị trường dao động 220-250. Em xả nốt khách là 139.000. Đấy, toàn bộ áo này hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Chị cho em nguyên tệp áo này. Quần em mặc là 139. Áo sẽ là G7. Chất sướng các chị ạ. Chất đẹp lắm. Đây hàng nguyên tệp. Các chị này, toàn bộ hàng Quảng Châu các bác nhá. Bán đồ đẹp mà em chảnh quá em ơi. Chị muốn mua số lượng nhiều mà chả thấy em trả lời gì. Chị ơi, chị cứ để lại số điện thoại đi. Thực sự ấy chị ạ, đơn tối qua nhà em chưa chốt xong. Nên các bác phải thông cảm cho em với. Ai cũng muốn chốt trước, ai cũng muốn gọi điện chốt trước chị ơi. Nhưng mà nhà em phải gọi điện chốt đơn theo danh sách hết ạ. Nên các chị thông cảm nhé, em bán hàng, em chảnh, em bán cho ai. Sao chị nói thế? Em bán hàng mà em chảnh, em bán cho ai hả chị? Em bán hàng mấy năm nay chưa ai bảo em bán chảnh đâu chị ơi. Chưa ai bảo em bán hàng chảnh đâu. Chiều khách còn không hết nữa là chảnh. Bây giờ chị muốn lấy số lượng thì chị phải gọi cho em vào cái số Zalo, hoặc là chị nhắn tin vào Zalo cho em, hoặc là chị phải gọi vào cái số chốt đơn sỉ. Mình mới nhận áo hôm nay 145 của Loan mà. Chị ơi, hôm nay em sale. Chị ơi, thông cảm cho em với. Em tặng khách đó là 139.000 đồng. Để chạm G7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Quần size L chị comment là quần 577. À, quần 575 nhá. Mã quần em mặc là 575, còn áo là mã G7. Thị trường đang bán các chị không dưới 200. Được chưa? Nhẹ nhàng luôn, đã không dưới 200.000. Các chị nhìn cho em áo này, toàn bộ của em là hàng Quảng Châu các bác nhá. Được chưa? Toàn bộ hàng Quảng Châu cho các chị luôn ạ, giá 139.000 đồng ạ. Chị Nguyễn Thị Thủy comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại giúp em với. Em thử các bác nhìn xem tông màu vàng ạ. Chị mua quần nhà em rồi, chất đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. Các chị lấy gì thì các chị phải để lại số điện thoại, hoặc là các chị phải gọi điện vào chốt đơn gì chứ chị. Em có chảnh gì đâu. Rồi ôi, nói thế oan quá. Các chị đã mua hàng em, các chị có thấy em chảnh không? Em có được chốt đơn đâu mà chảnh. Em có được chốt đơn đâu mà em chảnh. Chị ơi, chị nhắn tin vào cái số Zalo ấy, cái Zalo chốt sỉ của em này, 0989198028. Chị nhắn tin vào cái số Zalo mà em ghi trên màn hình ấy, thì chị mới chốt được đơn sỉ. Còn bình thường là chị đẩy ở trên like ấy, là khách hàng, là các bạn chỉ chốt đơn lẻ thôi. Chị Minh Trần có ạ, chị Đỗ Thị Sen rồi, ok. Các chị chọn màu, chọn size vừa nhé. Em có 2 size là size M với size L. Các chị cứ tầm khoảng là 40 cân đến 60-62 cân. 40 cân đến 60-62 cân em lên đơn ạ. Gì đây? Cái gì đây? Gì đây? Như nào? Chị cần gọi cho Ninh chốt thôi. Ai? Luôn, có theo em 2 năm rồi. Ai? Đẹp, tốn tiền. Chị toàn gọi cho em Linh chốt là đi luôn. Thế em luôn 2 năm rồi, tốn tiền lắm người đẹp. Em cảm ơn chị. Cảm ơn tình yêu. Rồi được chị ơi, size gì chị? Như em là Paka size M bé nhất nhá. Chị nào có thích Paka, em lên luôn Paka các bác này. Em lên Paka đi. Chị nào nhận được Paka nhà em rồi cho em xin một cái lời nhận xét. Em nói luôn khách hàng nhá, Paka nhà em nói chung là nó khác ngoại trường. Tại vì hàng em là hàng đặt. Hàng đặt khác từ cái túi cái mác cơ mà các chị. Đấy chị ạ. Đâu đưa mã cho em với, cứ mãi nhìn cái gì đấy. Đang mãi đọc comment. Rồi ôi. Cứ mãi đọc comment thôi. 811. Còn đủ size nhưng mỗi size M, một size này không quá. Em mặc là mã này là mã G7 chị nhá. G7 cho em ạ, đỏ này. Viền cổ trông nhìn được sang chưa các bác? Để chạm viền cổ áo này các chị này, 2 size cho em với. Để chạm 2 size cho em, vàng em mặc là vàng đậm nhé các chị nhá, chứ không phải là vàng nệ màu, à quên, không phải là vàng sáng đâu. Nó là vàng đậm cho em ạ, tôn da, không bị dìm da như các màu gọi là màu vàng chanh đâu ạ. Để chạm không bị dìm da như màu vàng chanh, vàng chóe.
Đấy, G7 cho em các chị này, màu đen. Chị nào chốt màu đen các chị lên đơn nhé. Có 2 size ML, các chị từ 40 cân đến tầm khoảng 57. À quên, từ khoảng 40 cân đến 62 cân đổ về. 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. Bò thổ nha em còn chị ơi. Đây các chị này, em lên luôn các chị một con Paka đi. Chị nào hôm nay chưa chốt được Paka, các chị cố gắng săn nhanh cho em rồi. Ai mà dậy treo cái áo treo trái ở sau cổ anh treo. Lộn rồi này. Anh treo cái này. Lên. Em đã treo đâu? Mày không treo thì chị treo. Em chưa treo cái gì đến để nào em để nguyên si thế. Chị cười. Chị bảo mày treo đâu. Thế là ai treo? Chị treo. Thế em cứ tưởng chị đổ cho em. Chết. Chị ơi, chị comment mã hàng lại cho em với chị Hiếu Quang nhé. Chị Hoa Hướng Dương có, chị Xuyên Vũ rồi ok. Chốt đơn chị Hương có, chị Quý Dịu nhận được rồi. Chất đẹp em cảm ơn chị ạ. Mã Kavaka 805 còn không nhỉ? 805 còn. 805 còn nhưng mà chị ơi. Không có màu, màu nâu rồi. Màu nâu hết rồi, mấy cái xe lờ màu nâu rồi. Lẻ sai rồi. Chị cứ để theo 2 năm hai. Sau trả tốn tiền mình theo 5 tháng còn muốn bán cả bò mua hàng nhé là. Ngoài dã man chị. Không chị ác đấy, bán cả bò để mua quần áo nhỉ em đừng mà chết. Chị ơi mạng 805 thì em còn nhưng bây giờ không biết là nó còn size gì ấy, chị ạ. Đâu đưa cho em nguyên cọc mà xem túi mắc thẻ bài cho các chị xem luôn. Để chị xem nó khác thị trường ở cái gì. Để các chị nhìn cho em áo này. Mã này là mã bao nhiêu đây? 811 nhá. 811 ạ, G7 em mặc size M. Áo phông co giãn mặc nó thoải mái mà chị. Đây ạ. Các chị lên đơn mã này cho em là mã gì nhỉ? 811 các bác nhé. Đây các chị này, toàn bộ hàng em là hàng tăng 2. Để chạy từ bóng các bác luôn các bác nhé. Nói chung là các ca thì thị trường nó có nhiều lắm. Thị trường có nhiều loại. Chị Phạm Giang có ạ, G7 mặc size M. Chị Thu Tấn rồi ok, chốt đơn ạ. Tí em lên các chị thêm một cái mã áo phông nữa, các chị dồn đơn luôn nhé. Bây giờ lên các ca cho các bác dồn đơn các bác này. Hàng đầu mùa. Để chạy toàn bộ các ca của hàng đầu mùa. Các chị lên mã này là mã gì nhỉ? 811 và kèm số điện thoại cho em. Ok chị ạ, 811 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, siêu ấm. Để chị ạ, 811 399.000 đồng. Thôi ạ, đâm lao phải theo lao. Đã chót bán giá này thôi ạ, còn ít em bán nốt. Đã chót bán giá này rồi. Để chị ạ, ngày hôm nay xin phép các chị em bán nốt. Còn em mà không có chị thu hoài nhá. Áo này là các chị comment cho là 811 kèm màu và kèm số điện thoại. Đơn hôm qua nếu mà đi đơn rồi thì không thể đơn chị ơi. Tất cả những em là dòng chất kaki ướt chứ không phải là chất phao. Nên các chị yên tâm luôn ạ. Các chị ơi chất có mềm nhũ. Đấy em có màu đen này. Màu em mặc là màu nâu tây các chị nhá. Nâu tây đen với tông màu xanh. Em có size các chị dưới 65 cân. 45 cân đến 65 cân nhé, em có size vừa. Các chị lên đơn hàng cho là 811 và kèm số điện thoại cho em. 399.000 đồng và trong vụ các chị mua hơn 800.000 là chuyện bình thường. Và trong vụ hơn 800.000 các chị mua là chuyện bình thường luôn ạ. Lên đơn hàng cho là mã này là mã 811 và cách số điện thoại cho em. Đây các chị này. Chất cực sướng luôn. Đấy chứ ạ, dòng của nó hơi vát vát đằng sau một tí này. Hơi vát một tí luôn ạ. 811 khách hàng lên đơn hàng cho em mã này nhá. 399.000. Đấy chứ ạ, màu đen, màu nâu tây với tông màu xanh. 3 màu cho em ạ. Đen, nâu tây, xanh. Đó. Bảng màu quá đỉnh luôn. Cái này là thời tiết mà có rét đậm rét hại các bác cũng không phải lo nữa rồi. Đấy chứ ạ, thời tiết có rét đậm rét hại các bác không phải lo, em mặc size M nhé các chị nhá. 45 cân đến 65 cân. Tại vì nó thường là nó có dây rút eo. Chị lấy bác ca hôm đầu tiên 460k đẹp lắm. Chị ơi. Em chị thông cảm cho em với. Ngày hôm nay em còn ít và hầu như là nó lẻ sai rồi. Thế là giá này là giá em tặng nốt các hàng nốt là 399.000. Hôm nay chị nào săn được cái mã này, hôm nay các chị nhanh tay giúp em với. Đấy chứ ạ, chất này là chất của nó chất kaki ướt chứ không phải chất phao luôn ạ. 811 các chị lên đơn. Chị nào hôm trước đã mua rồi các chị biết chất rồi đúng không ạ? Em không phải quảng cáo nhiều, nói chung là khách hàng cứ nhận hàng, các chị yêu bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đấy, đảm bảo các chị cái chất lượng luôn và giá cả các bác nhá. Chất lượng với giá cả luôn các chị này. Bên trong của nó, cái lông của nó mềm. Nó mềm lắm. Đấy chứ ạ, mịn màng luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cho em mà kèm số điện thoại này.
Em ơi, đường may của nó này. Đấy chứ, chất của nó toàn bộ chất kaki ướt. Em cho các chị xem gần luôn, nó không phải chất phao đâu. Đó, 811 lên đơn. Bây giờ các chị chỉ mua được cái giá này, các chị mua bình thường là bằng một cái áo len thôi. Chỉ bằng cái áo len thôi, nhưng trong bộ các chị mua không còn dưới 800.000. Đấy, năm nay rét sớm đấy các bác ạ. Năm nay rét sớm. Đây ạ, 811 trên tông màu đen. Vẫn mẫu này vẫn đủ size ạ. Chị Yến Tống có ạ, chị Hồng Đào rồi ok em chốt đơn ạ. Lên áo phông đi em, đợi em một tí ạ. Chị Trần Hoài có màu nâu nhá. Chị Đào chốt màu đen lên cho em màu đen. Được chưa ạ, chị yêu là thích màu đen. Các chị lên đơn hàng cho là 811 cho em màu đen và kèm số điện thoại ạ. Cái lông mũ này, à cái lông mũ này các chị tháo ra được cho em ạ. Các chị nào lúc mà các chị giặt ý, các chị tháo ra được cho em nhé. Hoặc các chị không thích lông mũ, các chị thì em không bán bốt. Nhưng các chị thích thì để mấy hôm nữa là vào ZZ thì em lấy bốt cổ cao em bán cho các chị. Mỗi này các chị mặc váy là chân váy này, mặc quần sóc này. Các chị mặc thêm một con áo parka này, các chị ơi, trông nó cực đỉnh luôn. Đấy, lên cho là mã này là mã gì ạ? 817 ạ, à quên, 811. 811 ạ, chị Hoa Hoàng rồi, ok. Chị Hợp Lê có màu nâu dồn đơn ạ. Chị Thị Mai Hà rồi, ok, chốt 81. Bây giờ các chị mua rẻ bèo. Nhưng em thề luôn ạ, và trong vụ không có giá này. Với lại là em bán bình thường, em đã chênh con áo này ngoại trường là gần 200.000. Chị Tơ Bùi rồi, ok. Size bấy nhất là size M chị ơi. Nói chung các chị từ 45, 46 cân đổ lên. Tại vì cái này nó có dây rút mà chị, dây rút eo. Chị nào eo to eo nhỏ các chị chỉnh thoải mái. Chị chạy chỉnh theo cái dây eo cho em này. Đa số là phần áo của parka thì em sẽ có dây eo. Nên các chị nào yêu to các nhỏ, các chị cứ thoải mái chỉnh dây eo cho em với. Nó không như cái dòng parka suông. Parka suông nó khó mặc hơn tại vì nó không có dây rút. Đây đằng sau này ạ. Mã hàng chưa là 811. 811 lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị chạy 811 cho em. Đấy chị Hợp Lê nhá. Chị Trần Hải Ninh rồi, ok, chốt màu đen. Chiều cao em cao 1m57 thôi chị ạ. Em cao 1m57, đừng hỏi chiều cao của em, buồn lắm. Đấy, em mà cao hơn tí nữa không phải đẹp không? Em cao, em cần cao 1m60 thôi. Đấy, nhưng mà em cao 1m57 đấy chị ạ. Thôi 60 cao quá. Điền, không người bình thường, không đến cao 1m69. Em là cái kiểu mà to, cái phong người truyền thống á chị ơi. Đấy chị ạ, em là cái kiểu phong người truyền thống, người không cao quá, không thấp quá. Phong của em là phong người vừa. Này, ai lắp cái lông, lông cổ, lông, lông mũ áo đây? Ai trồng khoai đây mà? Ngược ạ. Ai lắp lông mũ này có duyên thế. Lắp ngược rồi này. Em ơi này. Lắp rồi, lắp ngược lông mũ này. Thế em lắp em nó cảm giác nó ngược ngược kiểu gì. Xong rồi mình bảo mình lật ngại mà ức gì. Áo này là lắp ngược lông mũ các chị nhá. Em mặc cho các chị xem cái màu xanh của nó thôi. Còn lông mũ thì nhân viên thì em lắp ngược. Không có size đấy, từ 55 cân đổ lên. Bây giờ cái mẫu này màu xanh em còn size các chị 55 cân đổ lên. Không, không có dây rút bên trong chị ạ. Nhưng em toàn bộ đa số là rút bên ngoài hết. Dây bên ngoài hết. Đây màu xanh, chị đào chút màu xanh các chị lên đơn nhá. Đây này các chị này, lắp bị ngược cái lông mũ. Cân nặng 53. Nói chung là khách hàng cứ tầm dưới 54-55 cân các chị chốt size M được. Chị Nguyễn Hường ok chốt nâu tây. Nó có MLX thôi chị ơi, không có 2X. Dưới 65 cân em chốt đơn nhá chị Nguyễn Hường nhá. Chị Lan Hương rồi ok chốt nâu tây ạ. Chị Huyền Phạm rồi ok chốt đơn màu đen 60 cân. Các mét 60 rồi ok chị luôn ạ. 811 cho em 399.000. Không bán loại rẻ. Đấy chứ ạ, hàng này chẳng qua là cái hôm mà có một chị nào chị bảo là có một shop bán rẻ hơn đúng không ạ? Thế là ngày hôm nay là hôm em bán cho các chị xem cái chất lượng nha em, thử xem là cái chất áo như em có khác ngoại trường không ạ. Đấy, đa, bây giờ là quan trọng em muốn cho các chị thử trải nghiệm cái hàng, cái chất lượng của bên em thôi. Đấy, chứ còn các chị biết là một cửi một cái alpaca nó rất là nặng cước. Cái alpaca của nó hơn cân mà các chị, một cân mấy, nó phải rơi vào tầm cân 3, cân 4. Cước rất là cao. Em bán ra này coi như là em bán sang tay cho các chị. Không phải nói bán sang tay thì nó hơi bị gọi là nó hơi điêu. Được tí tiền cước, được chứ ạ. Xin các chị đúng một ít tiền cước thôi. Đó, 399.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là mã này là 811 nhé các chị nhé. 811 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 399.000. Ok không ạ? 399.000 đồng. Cái mã 802 còn không? Là không ai còn đủ sai không? Đơn tối qua chưa chốt hết xong chị ơi. Chưa. Chưa chốt xong hết đơn tối qua. Lên mẫu nào cũng được, cho em xin một mã nữa đi. À, chị Nguyễn Hương ok chốt 811 màu xanh ạ. 815 lên mã 815 nha các chị nhá. Có một mẫu 815 mình nữa này, em có hai màu nâu đen, dáng này dáng ngắn hơn. Này chị nào cứ ngắn ngắn mà hỏi, dáng ngắn mà chị. Đấy nhiều chị hôm nay cứ hỏi chị em ơi nhà em có dáng ngắn không? Đây dáng ngắn đây. Có mấy chị hôm nay cứ gọi điện đến. Thế em bảo chị ơi chị xem mẫu ở trên live chị bây giờ. Bây giờ hỏi thì nhiều khi là các chị rất là khó.
815 có đủ size, có hai màu và có đủ size. Để chạm các chị lên đơn hàng chứ là 815 và kèm số điện thoại ạ. Cái loại này ngoại trường người ta sẽ có một chất, nó là chất phao, là loại rẻ hơn. Để chạm nó sẽ có một loại chất rẻ hơn đấy ạ. 81 bộ đen size M, chị Nam Giang kèm số điện thoại nhá. Mã này các chị comment là 815 ạ. 815 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Em có hai màu là nâu với đen. Dáng này dáng ngắn hơn, cái dáng này chỉ là chùm mông thôi. Đấy, dáng này dáng chùm mông cho em ạ. 815 và kèm số điện thoại. Chị nào thích lên thổ các chị chấm cho em xin một chấm để em lên luôn lên thổ với. Lên luôn lên thổ cho các bác. Để chạy lên thổ thì em gọi là toàn bộ trước của hàng 380 500 nghìn. Nhưng mà bây giờ các chị mua được giá rẻ. Các chị nhìn cho em áo này. Để chạy cái lông bên trong này các bác này. Lốt lông bên trong cho em ạ. 399. Ok chị ạ, 399.000 đồng ạ, chị Tạm Miền có đơn ạ. Chị Nam Giang cho em số điện thoại của chị với ạ. Mã này cách hàng lên đưa cho em là mã gì ạ? 8815. 810 còn, nói chung là mã nào cũng còn một ít. Chị nào thích mẫu nào các chị đã xem ở những cái like trước với các chị cứ lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Nhân viên em sẽ gọi tư vấn cho các chị về cái màu sắc và size số nhá. Chị Hải Nguyễn rồi ok. 811 nâu tây. Áo phông G7 rồi ok chị Hải Nguyễn, áo em mặc là mã 815. Chị chạy áo em mặc là mã hàng chứ là 815 và kẹp theo số điện thoại cho em ạ. Em có hai màu là nâu với đen. Hai màu nâu đen này, cái mẫu này chị nào thấp thấp các chị mặc đẹp. Đấy, nó không bị kén dáng, nó không bị dìm dáng. Ok chị ạ, 815 kèm số điện thoại cho em ạ, 399.000. Các chị nhá, 399.000 đầu các chị nhìn cho em áo này. Quần công sở em có len rồi. À đâu, cho em một cái mã quần ấy đi, quần công sở của cái hàng Quảng Châu đi. Màu này của nó là màu nâu tây nhé chị nhá. Màu nâu tây cho em ạ, 815 chị Dương Tình này, chị Hương Nguyễn có này, chị Thị Hà, chị Mai Hà ok. À phông đợi em một tí em lên luôn. Chị nào thích màu đen của mã 815 các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chị Thị Thúy Đỗ rồi ok, chút 811 màu nâu tây này. Rẻ quá em thề luôn, chưa có năm nào Bắc Cang nó rẻ như năm nay. Năm nay nhưng mà chắc là em nghĩ là nó chưa ở vụ thì nó có giá này thôi. Chứ mọi năm mà không dịch ra trong vụ các chị muộn rẻ nhất con này cũng phải tầm khoảng 750. Đấy, rẻ nhất con này nếu mà trong vụ là 750. Chắc là em nghĩ là nó chưa ở vụ nên là mới rẻ thế này thôi. Với em nó nhập cái thời tiết đang nóng ấy thì mới cái gì giá cũng tốt. Đang mùa hè nhập hàng mùa đông, đang mùa đông nhập hàng mùa hè, lúc nào giá nó cũng gọi là được tốt hơn so với giá trong vụ. Em chỉ mặc size S hoặc M thôi, cái mã đấy. Chồng với nhau thôi. Chồng với nhau à? Đó là một à? Chồng với chị Thúy Đỗ ok, chị Thủy Nguyễn rồi ok, em chốt đơn ạ. Rồi, lên tiếp các chị nha. Tiếp tiếp áo phông đi. Mở màu nâu đi. Chất nó thuôn thuột thuột rồi, sợ thế. Sao? Chất thì nó cứ chuôn thuột thuột đi. Nó lấy hàng đẹp mà. Vải dám ăn thật. Đưa chị xem nào. Mang lanh luôn. Đầu tiên phải được quần thun mà. Đây, quần này là quần hàng Quảng Châu. Được chưa ạ? Quần hàng Quảng Châu cho em ạ. Cả từ tôm thì nhỉ. Cặp đôi tôm á. Nó là một mã hay là nó là mấy mã đấy cụ ạ? Còn túi trong kia là mã này chị xem hộ em xem mã này có nhiều không? Đủ size không? Cái này là cái ML. ML thôi em. À, chị... ML á? Nhưng mà size L thì có từ 6 mi mấy cân, được 60 cân cơ. Cái ML nó chỉ nhìn size L rộng này. Để em thử mặc cho em bạn này nhá. 815 em có hai size ML chị ơi. Hai size là size M với size L. Các chị comment đúng mã hàng mà kẹp số. À 815 có MLX. MLXL chị ạ. An đưa con bóng về rồi. Đi đấu nó đưa cho nó đi chắc đi lượn ha. Chắc sao? Có sao? Đậu. Thế thì size L 65 cân vẫn ok. Không có ép mà. Sao lại không có ép? Nhìn chút dáng bách kim. Bước từ 5 năm thôi. Con này bông bách ghi nhỉ? Xuông xuông ấy. Kiểu quần là bách ghi xuông xuông ấy. 65 cân mà. Mã này là mã bao nhiêu? G8. G8. Lên đơn mã này là G8 và kèm số điện thoại cho em. Hôm nay các chị tầm khoảng là 55 cân nhá, 55 cân đến 65 cân thì em có size vừa. Chị chạy 55 cân đến 65 cân có cả màu này à? Ừ, 3 màu đúng không? 55 cân đến 65 cân, các chị comment là G8 mà kèm số điện thoại cho em.
G8139 ạ. Được chưa ạ? G8 cho em 139.000. Các bác nhà mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Được, cái form này không bán ạ. Form mặc lên xấu. Hàng Quảng Châu nhưng mặc lên không được đẹp bằng cái hàng kia của mình. Đúng không? Thôi ạ, không ok không bán nhá. Bỏ lại đi. Form mặc lên không được đẹp. Mất hết cả khách. Thôi nha các chị nhá, mã này xin phép các chị em không bán. Form mặc lên không đẹp, mặc dù là hàng đắt tiền nhưng mặc lên nó không được đẹp bằng cái hàng kia. Các chị nhìn này. Được chưa? Chất không đẹp, không ok, không bán. Được chưa ạ? Nếu chất nào ok thì em bán. Form mặc lên đẹp thì em bán cho các chị. Quần 569 cho em xem nào. Đủ size không? Đưa cho em quần 569 này. Thật lỡ rồi. Đợi em một tí nha. Mặc dù là quần đắt tiền nhưng mặc lên không được đẹp bằng cái quần mà nhà mình bán loại 139.000. Chất thì ok nhỉ? Đây, chất thì đẹp nhưng mà cái form nó, nói chung là đẹp thì phải đẹp cả chất lẫn dáng cơ. Buồn thế. Thay lời cho con Linh nó mặc vừa có mấy cân. Các chị có thích phao cao cấp không? Các bác có thích phao cao cấp không ạ? Đây này, em thề luôn, quần này mặc lên đẹp gấp tỷ lần. Quần này mặc lên đẹp, quần này là vạn người mê. Quần này thứ gọi là mặc lên vạn người mê luôn. Ok chưa ạ? Lên mã này cho em, nói chung là cái hàng nào mình cảm thấy mặc đẹp mình tự tin luôn. Đấy, lên mã này chứ là quần 569. Được chưa ạ? 569 cho em ạ. Form các chị đến 58 cân đổ về. 40 cân, 58 cân em có nâu với đen. Từ S đến XL nhé bác nhá. S, M, L, XL, chị nào chưa chốt được quần 569 ngày hôm nay lên đơn cho em với. Màu nâu của nó này các chị này. 569, ôm chị đặt rồi đấy. Thấy Loan mặc đẹp. À thế à chị, quần 569 ngày hôm nay các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em có hai màu nâu với đen nhé các chị yêu. Hai màu nâu đen, lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Em ơi thề luôn này. Các chị nhìn nó đỉnh không? Để chị nhìn cái cạp của nó này, các chị có thể di chuyển cạp cho em được nhá. Sơ vi lên cực kỳ là xuất sắc luôn ạ. 569 em có từ S đến XL, các chị 40 cân 58 cân. Từ 40 cân đến 58 cân em chốt đơn ạ. Ngoài này xịn sò mà. Rồi đưa cho em một ít áo không hãng vào trong này. Không hãng cái mã này lại có nguyên size M. Chưa có size to chị ạ. Đấy cái form đấy size to nhưng mà mặc lên nó có đẹp đâu. 569, 40 đến 58 cân ạ. Chị Thảo Nguyễn có, chị Hoa Nguyễn có đơn ạ. Đây có màu đen đấy chị nhá. 569 em có cả màu đen nữa. Chị nào thích màu đen hay màu nâu các chị cứ lên đơn ạ. Đen với nâu là hai màu truyền thống, màu đẹp nhất rồi các chị nhá. Chị ạ, đen nâu là hai màu đẹp nhất và đỉnh nhất luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cho là 569 và kèm số điện thoại cho em ạ. 569 và kèm theo số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 139.000 một quần. 139.000 đồng một quần. Các chị ơi mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Em thử mặc với lại là áo prime mặc là 70.000. Áo dây ở chỗ nào chưa xem mã nào của áo hay dây mà số lượng nó nhiều nhiều tí. 569 đây. Đây chưa đây này. Sướng đời. Lên cho nó sướng đời. Đây. Đây nào. Ui giời ơi này các chị này. Mã này hôm qua mình quên chưa lên đúng không? Chưa. Chất hơn nước cất. Để chị hàng còn trong để chuộc. Để các chị nhìn cho em con áo dây này. Được chưa? Bản này mà lúc nãy mà mặc ở trong áo vest thì quá đỉnh luôn nhỉ. Đến mặc áo vest. Lúc nãy mà em mặc áo vest là hết luôn trong vòng một nốt nhạc đấy. Mình chắc phải tẩy da chết mặt. Điên à? Chị, đằng trước nó đang thấp hơn đấy. Đây, cái áo này các bác nhà mình mặc ở trong vest gọi là đỉnh cao của chất lượng. Không biết cái mã này là em quên chưa lên đấy. Tại vì lúc đấy là muộn quá rồi. Mã này là mã bao nhiêu? G bao nhiêu?
G9 ạ. G gì cái quần gì nãy bỏ đi mà. G8 cho em với. Quần này là mã G8 nhá. À, áo này là mã G8. Thì đúng G8 bỏ, G8 bỏ. Đỉnh của chóp. Được chưa ạ? Thị trường nó các chị mua áo này nó rơi khoảng từ là 160-170. Nó rơi khoảng là 160-170 nghìn. Hàng này không phải là hàng xưởng nhưng bác nhá, không phải là chất cốt tông mà toàn bộ này là chất thun lạnh. Thoải mái các chị nhà mình dưới 65 cân. Được chưa ạ? Thoải mái các chị ơi, mình dưới 65 cân em chốt đơn. Ok chưa ạ? Em tặng các chị 70 nghìn. Ok không ạ? 70 nghìn đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Lưu ý cho em hàng này hàng Quảng Châu ạ. Quần em mặc size L. Quần này em mặc size L ạ. Chị summer rồi, ok. Áo này là mã này là G7 đúng không? Áo G7 cho em với ạ. À G8 á. Áo G8 à? Ừ, cái quần với G8 nhưng mà số mã bỏ đi. Áo này là G8. Chị Tâm Lê chốt 810 ạ. Chị lò thứ rồi, ok em chốt đơn ạ. Áo này là G8 nha các bác ơi. Chị ạ, G8 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Màu đẹp nhờ. Để chị ạ, cái gen này, gen mềm đấy các bác ơi. Gen mềm cho em G8. Để chị ạ, mẫu này các chị mặc ở trong áo vest. Em thử mặc cho chị cho mình xem luôn một cái nhá. Để chị ạ, thử đen các bác xem luôn một cái đi. Bao phê luôn. Đấy, áo này em để, nói chung là em tặng các bác nào ngày hôm nay mà các chị là có đơn hàng áo vest ấy, hoặc là áo da ấy, các chị mặc ở bên trong cực kỳ là đẹp luôn. Để chị ạ, G8 mặc kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đây, đây mọi thử con áo này bên trong áo vest nhá. G8 mặc cách số điện thoại cho em. Nhìn các chị này, không gen nó không hở đâu. Đó, các chị nhìn cho em cái gen này. Bao phê luôn ạ, G8. Cho mình hai cái rồi ok, chị Thoan Sơn, chị Đặng Quách có ạ, chị Trần Xe rồi ok, chị Vân Đào có đơn ạ. G8 lên đơn hàng mặc kèm số điện thoại cho em ạ. Chị chạy G8 cho em. Đó, các chị này, mặc ở trong áo vest cực đỉnh luôn ạ. Quần là nó các chị đến 58 cân. Đấy chạy quần từ 40 cân 58 cân ạ. Áo là áo vest các chị yêu nhá. Áo vest còn G8 là áo bên trong. Áo trắng bên trong là G8 ạ. Em tặng các chị 70 nghìn. Nó có hơn 20 cái thôi. Đấy chạy nhẹ nhàng tình cảm cho em có hơn 20 cái. 25 cái. 25 cái. 23 cái. Có 23 chiếc thôi, không có nhiều các bác ạ. Có 23 chiếc thôi ạ. Quần em mặc là mã 569 chị ơi. Quần em mặc là mã hàng 569. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 569 kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn nhá. Quần 577 màu đen chị Trần Sen. Ok, 577 nó là mã khác. Đấy chạ, 575 nó mã khác. Mỗi 569 là mã khác. Chị Quan Diễn rồi ok, áo vest là 250 tình yêu ơi. Vest là 250, chị Nguyễn Hà rồi ok. Vest em có 78 màu cơ. Áo vest mỗi em mặc là màu xanh cổ vịt. Chả lẽ em mặc lại áo vest. Đấy chạ. Có mã nào áo dây nữa không? Sau chân còn mấy xương. Cái mã này thì nó lại hơi sexy hơn một tí. Đến trận mã này thì nó lại hơi sexy hơn một tí. G9 cho em. Chị nào thích điệu điệu tí thì các chị mặc mẫu này nhé. Chị nào thích điệu điệu tí thì các chị mặc mẫu này cho em. Ok chưa ạ? Mã này các chị yêu lên đơn hàng cho là G9 ạ. G9 mặc kèm số điện thoại cho em. Năm chiếc, ô, một chị lấy 5 chiếc thì lấy đâu ra là hàng chốt cho khách lẻ nữa. Này. Cái này có mấy chiếc không biết. 8 chiếc. Quay thật. Mã này có đúng 8 cái. Nó đẹp nhỉ. À. Ui, đẹp. Sexy. Sexy lady. Đây, hai mặc ngủ. Ôi dồi ôi. Các chị ơi, đẹp chưa? Các chị này, cái chạm mãi là G9 cho em ạ. Cái chạm 80.000 một áo. Có đúng là 8 chiếc hay 9 chiếc thì đấy thôi. Cái chạm có đúng 8, 9 chiếc ạ. Các chị comment là G9 ạ. G9 mặc kèm số điện thoại cho em. 80.000 à? 80.000 một áo. Các chị lên đơn hàng chưa là G9 nhá. Quần em mặc là bao nhiêu tiền? 139. Quần em mặc là 139.000 đồng là mã hàng 569. Ổng quá. Ô, 10, 11 giờ rồi kìa. Sao mấy hôm nay mình like nó cứ bị
sung quá đấy nhở, cứ kiểu là chốt bon mồm quá, ngày nhân viên ngày mai chốt cả ngày không xong, khổ. Còn không, còn không, còn không, còn mã nào đó không? Còn là cái đơn hôm nay phải chốt đến trưa mai mới xong. Trưa mai quại mồm mới xong. 19. Mẫu này các chị mặc ở trong bag đẹp dã man, quần mã đang 69 ạ. Quần thằng A đang 69 cho em ạ. Mẹ 569 và kèm số điện thoại nhé. Mẹ các loại tin nhắn nó dẹp hết. Chị ạ, quần 569 ạ. Xem lại màu áo vest nhá. Chị ơi, chị dơ màu áo vest cho khách xem rồi. Em mặc lên thử các chị xem một chiếc thôi. Các chị xem màu, các chị chọn màu nhá. Chị mặc lên một màu thôi. Cho các chị nhìn cái form, cái dáng của nó. Được chưa? Cho các chị nhìn form dáng của nó luôn. Đây các chị này, nhìn form áo vest của em này. Mặc cái áo vest size S rộng như vậy. Hả? Nếu mà mặc áo vest rộng như vậy. Mét 40 á. Em ơi, một mét 40 chắc chắn là em sẽ mặc bị dài rồi. Nhưng mà cắt gấu đi em nhá, cắt gấu đi. Chị Lưu Hồng ok. Áo vest màu xanh đó chị lấy em với nhé. Màu xanh thì chị em vừa mặc lên nó là màu xanh cổ vịt chị ạ. Xanh nó còn là màu xanh cổ vịt. Đây ạ, xanh cổ vịt này. Còn đây là màu xanh coban nhé. Xanh này là màu xanh coban. Đây là màu xanh than cho em ạ. Màu xanh than này. Màu hồng các chị này. Màu hồng này. Màu đen. Rất trắng. Đấy chị ạ, màu đen. Vest trắng các chị mặc bên trong áo dây đen nó sẽ nổi hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đấy chị ạ, màu là màu be cho em ạ. Màu be hoặc màu nâu tây nhé các chị nhé. Màu nâu tây. Đó, màu trắng cho em ạ. Màu trắng này, màu vàng. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000 đồng một áo vest. Đấy chị ạ, 250 hàng thiết kế các bác nhé. Áo hàng thiết kế cho em ạ. Lên mã hàng mà kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Đấy, các chị chọn màu, các chị chọn size vừa. Em có size các chị dưới 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về là nhà em có size vừa. Đấy chị ạ, 45 cân đến 65 cân nhé các bác. Đẹp quá này. Xanh cổ vịt rồi ok. Đấy các chị nhìn kỹ bảng màu cho em. Tại vì lúc nãy em có lên bộ áo vest rồi ấy. Bây giờ lên các chị một cái mẫu áo phông nữa nhá. Để cho các chị dồn đơn. Cái mẫu mà nó có kẻ ở trước ngực kìa chị ơi. Kẻ ở trước ngực kìa. Đẹp nhỉ, con áo này đẹp nhỉ. Đây. G10. Tiếp theo ạ, mã này các chị comment là G10 ạ. G10 và kèm số điện thoại ạ. Bốc hết ra người. Bốc hết ra sao? Bốc hết ra bọn nó mài tốt hơn đỡ thì. G10 và lên số điện thoại cho em. Có những màu gì nhiều chị? Màu nào có, còn một tài nữa cứ lên kèm. Ô, có số lượng đúng không? Thừa số lượng. Đây các chị này, số lượng vẫn đều, đấy chị ạ, số lượng vẫn đều màu, vẫn đều size. Vẫn đều màu, vẫn đều size, nhưng em không có bộ cùng màu chị ơi. Đây các chị này, mã này các chị comment cho là G10 ạ. G10 và lên số điện thoại cho em với. Đấy chị ạ, G10 và lên số điện thoại đấy, cho em ạ. Còn hàng ở đấy không bốc hết nhiều lắm. 139.000. Thị trường bán bao nhiêu kệ nhá. Bây giờ là thề luôn là những cái mã hàng này thì em bán số lượng nó quá nhiều rồi. Thì chạy số lượng nó cực nhiều rồi các bác nhá. Để chạy đầu tiên về nhà em là hàng 185. Đấy là nhà em bán trên live stream. Thị trường bán 250-300.000 là chuyện bình thường. Để chạy ngày hôm nay em tặng khách hàng nốt là 139.000 đồng. Để chạy 139.000 đồng. Các chị comment là G10. Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa. Để chạy các chị chọn màu, các chị chọn size vừa cho em ạ. G10 và kèm số điện thoại cho em nhá. Màu đen các chị này. Màu này là màu xanh, để chạm xanh lá cho em ạ. Màu xanh lá này, màu đỏ cho em ạ. Em có hai size là size M và size L. Đấy, màu trắng các chị này. Màu trắng ạ. Và màu vàng em đang mặc. Chất của em là toàn bộ chất cốt tông lạnh các chị nhá. Đấy, lên các chị cố gắng lên các chị thêm một cái mẫu nữa để các chị dồn đơn tiện ship. Để chạm chị Loan Vũ có ạ, chị Khánh Nguyễn có ạ, Trần Hải Ninh rồi ok chốt đơn ạ. Mã hàng lên trên là G10 ạ. G10 kèm theo màu với số điện thoại ạ. G10 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. 139.000 một áo. Giá em bao giá thị trường. Để chạm giá này em bao giá thị trường luôn. Lúc mà em lên lúc đông đông người xem là cái mã là hàng này thực sự là toang luôn đấy.
Thế hôm nay đã rẻ hơn rồi, hôm nay lại rẻ hơn rồi các bác ạ. 139.000 đồng một áo. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị chọn màu nhanh, tại vì màu bây giờ size số nó vẫn đủ. Các chị tầm 62 cân đổ về, 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. 2 size ML các chị nhắc, trên 40 cân đổ lên các bác, nhà mình có size vừa. Trên 40 cân đến 62 cân ạ. Hoa Anh Đào có quần em mặc là quần 569 chị ơi. Chị Xuân Thanh rồi ok chốt G10 ạ. Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa cho em thoải mái. Để chạm mã hàng em vẫn đủ size số nhá. Chất cốt tông lạnh cho em ạ. Nếu không phải là cái chất mà hàng chất mô zip để chạm không phải hàng rẻ mà trước toàn bộ hàng hơn 200 hết. Bây giờ em xả các chị là 139.000. Để chạm xả 139.000 đồng một áo. Toàn bộ của nó chất cốt tông lạnh cho em ạ. Các chị về các chị kiểm tra cái đường may nhé các chị nhá. Cái đường kim mũi chỉ cho em ạ. Nó không bao giờ nó bị đứt chỉ. Càng giặt chất nó càng lì luôn. Đấy, bảo sao mà cái mã này em về được rất là nhiều và số lượng của bán cực nhiều luôn ạ. Bán mấy vạn áo rồi các bác nhá. Mã hàng này vẫn về. Để chất cốt tông lạnh chị Đăng Nguyên ơi. Đặng Nguyên nhá, chất cốt tông lạnh cho em ạ. Mặc mát rượi. Đấy, cúc của nó sẽ là cúc kẻ theo cái đường viền của áo luôn. Đấy. Xanh cho em, xanh còn nhiều không? Xanh còn ít đúng không? Xanh còn ít không? Xanh còn ít các chị này, xanh em còn ít. Chủ yếu là có đen, đỏ, vàng, trắng ạ. Xanh em còn số lượng ít ạ. Chị Mai Hà rồi ok, 65 cân nhà em hết size vừa. Chị ơi bây giờ nó chỉ còn size M với size L thôi ạ. Bộ thu lông của bé nhà em chưa về hàng. Chị Đại Hoa ơi, chưa có về ạ. 139.000 một áo. Chị Nguyễn Hường lên số điện thoại cho em ạ. Dồn đơn là chị, rồi ok. G10 chị Ngân Phạm rồi ạ. Màu trắng cho em này. Toàn bộ của em sẽ là dòng Mark 2 cho em như này. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em ạ. Lên cho là mã này là mã gì ạ? G10 kèm theo màu số điện thoại cho em ạ. G10 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. 139.000. Em bao giá thị trường luôn. Đấy chứ ạ. Nhưng em không nguyện ship chị ơi. Trời ơi mua hàng. Chị ơi, chủ yếu như em bán áo dây cho khách hàng có đơn hàng kèm theo. Còn nếu mà mua nguyên hai áo hay dây thì em không ship nhá chị nhá. Tại những mà áo hay dây là em coi như em bán tặng các chị mà có đơn hàng của nhà em đấy. Chứ còn mua áo 2 dây thì em không bán. Chị thông cảm ạ. Tại vì là nhiều khách là mua áo vest thì các chị tiện các chị mua ra áo dây. Chứ còn nguyên áo 2 dây thì em không ship. Chị thông cảm giúp em với ạ. Chị Khánh Phạm rồi ok em chốt đơn ạ. Ngân Phạm có đơn nhá. Lên mã này cho em là G10 ạ. Chị Thắm Nguyễn rồi ok chốt G10 2 chiếc này. Chị Phạm Tu rồi ok chốt 569 và G10 màu đỏ ạ. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Có chị nào lúc nãy hỏi áo thổ ấy nhỉ? Các bác đang đợi áo thổ không ạ? Để em lên một áo thổ. Chị Tơ Bùi rồi ok chút đơn G10 ạ. À đây có một cái mã hàng cao cấp hơn này. Đây là cái mã hàng VIP. Để chạm nó là hàng của hãng Pepori. Hàng của hãng Pepori cho em ạ. Mã này các chị comment là G11. Hàng gọi là đỉnh cao của chất lượng. Để chạm đỉnh cao chất lượng luôn. Bác nào đã mặc sang cái dòng này thì các bác biết chắc rồi nhá. Thị trường đang bán là 350-380. Thị trường đang bán 350.000-380.000. Nhưng hiện tại thì em đang còn nguyên size M. Để chạm hiện tại em đang còn nguyên size M. Các chị nhìn áo này. Để chạm lên đơn hàng thì là mã này là G11 ạ. G11 và kèm số điện thoại cho em. Quyền về trước thì mai sai chiến đấu nhá. Về trước đi. Về trước thì mai còn chiến đấu. Các chị này. À, nhận được hàng ưng lắm lại đặt hộ à? À thế à, chị Thắng Nguyễn em cảm ơn nhá. Đây mã này các chị comment cho là G11 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ áo này là dòng không hãng cho em. Đấy, chặn hàng của hãng cho em ạ. G11 lên đơn hàng cho em ạ. Chị ghét tin nhắn hỏi phong này là chị xem hai. Hỏi phong này rất là nhiều chị chốt chị tin nhắn các chị hỏi một phong này ý. Thì bây giờ đa số các chị phải chọn ở trên like. Nếu mà các chị không xem được like trực tiếp thì các chị có thể chụp lại màn hình. Để chụp lại màn hình cái mẫu hàng ấy thì em mới nhận được hàng. Bây giờ các chị hỏi từ mã từ cái hôm mà, ví dụ hôm nay là em like là hôm thứ hai của tuần này mà các chị hỏi từ hôm thứ hai tuần trước là nhà em không chốt được đơn. Hoặc là các chị hỏi từ hôm thứ sáu thứ bảy của tuần trước nhà em không chốt được đơn hàng. Nhà em like nào nhà em chốt like đấy. Trừ khi các chị là xem lại like các chị phải chụp lại màn hình ấy thì em mới chốt được đơn đấy các bác nhá. Chụp màn hình cái mẫu em mặc like ấy.
Bây giờ em chỉ còn sang các chị dưới 55 cân thôi. 45 cân đến 55 cân đổ về. Để chạm G10 mấy? G11 đúng không? G11 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu này màu đỏ đô nhé các chị nhá. Màu đỏ đô. Để chạm màu đỏ đô cho em này. 179.000. Để chạm 179.000 một áo. Thị trường đang bán 350 là rẻ nhất. Em còn có màu đỏ đô này các chị này. Huyền Eva 5 cái G10 dồn đơn. Ok. Các chị nha, em có là tông màu cam này. Màu toàn màu đẹp cho các bác ạ. Hàng hãng cho em nhé. Màu cam này, màu đen, màu trắng. Đây em cái kéo ấy chị, cắt cho em cái này lên. Màu đen, màu trắng, màu cam với lại màu đỏ đô. Đen, trắng, cam, đỏ đô 4 màu cho em với ạ. G11 các chị chọn màu, các chị chọn size vừa. Để chạm 179.000. Nói chung là những cái dòng này các chị mặc rất là đẹp và lịch sự luôn ạ. Để chạm chất lượng không phải suy nghĩ luôn các chị yêu nhá. G11 lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại ạ. Dòng của nó là 300 mấy, gần 400 nghìn. Bây giờ em tặng các chị là bây giờ nó chỉ còn lẻ size chị ạ, không có size 2X. Em chỉ còn đúng size M thôi. 179.000. Để chạm 179.000 đồng. Màu đen, màu trắng này. Màu cam, màu đô. Đen, trắng, cam, đô. Để chạm G11 cho em 179.000 đồng một áo. Để chạm hàng chất lượng các bác nhá. Để chạm hàng chất lượng luôn cho em ạ. Chị Phương Dậu có, chị Hồng Định rồi, ok chốt đơn ạ. Có màu trắng nhưng màu trắng nó chỉ còn sót ít thôi. Để chạm màu trắng em còn sót ít ạ. Có màu hồng size L các chị dưới 60 cân. Chị Thảo Nguyễn ok lên số điện thoại giúp em với. 43 cân thì các chị ơi tùy chiều cao của các chị nữa. Để chạm 43 cân phải phụ thuộc chiều cao nữa. Để chạm G11 các chị lên đơn hàng cho em ạ. 179.000 một áo. Dòng này các chị ra một shop mua, các chị mua ít nhất phải tầm 380. Ít nhất phải tầm 380. Để chạm G10 mấy ạ, G11. Chọn màu, chọn size vừa. Để chạm form bây giờ em chỉ còn size M thôi. Cũng không còn size nào nữa. Còn đúng size M các chị dưới 55 cân cho em. Để chạm dưới 55 cân em nhận đơn nhá. G11 lên đơn hàng cho em ạ các chị này. Cam mới đỏ đô rồi ok. Đấy nhìn áo mê quá mà không có size lớn à. Gì đấy? Các xem phim à? Đọc comment là view. Đừng có điêu. Review. Đừng có điêu. 57 cân không vừa chị ạ. Mã này chốt đơn các chị tầm 55 cân thôi. Tầm 55 cân đổ về là mặc đẹp nhất của size M. 45 cân đến 55 cân. Hàng này đủ size của nó là hàng các chị trên dưới 400 nghìn đấy chị ạ. Bây giờ này em còn lẻ một size thôi. Thì em tặng các chị nốt là 179.000. Được chưa ạ? Tặng các chị nốt là 179.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đây này có cái màu cam này đẹp này các chị này. Được chưa ạ? Màu đẹp lắm. Màu cam của nó là màu cam đậm đậm ấy. Không phải màu cam kiểu màu cam tươi đâu. Chị Hoàng Nguyệt rồi ok. Chị Hồng Bích rồi ok. Em chốt đơn đấy các chị này. Nhìn cho em màu cam này. Huyền về nhìn đi. Đấy. Trời ơi. Sao mà nó đẹp vậy trời. Nó đẹp quá các chị ạ. Sờ chất đã sướng rồi. Để chị ạ nhìn cho em cái form áo này. Quá mượt luôn đúng không ạ. Màu cam cho em này. Cam nhà em là cam đậm nhé các chị nhá. Màu nó sang lắm các chị ạ. Chứ không phải là màu cam của màu cam tươi đâu. Màu cam trầm cho em ạ. Chị Hồng Bích có ạ. Chị Hoàng Nguyệt có đơn nhé. Chị Thơ Vũ chốt G10, G11 ok này. Đấy màu trắng đấy các chị này. Trắng, cam, đỏ, đen. Hồng em còn đúng một chiếc size L. Các chị 55-60 cân. Chị chạm G11 và kèm số điện thoại ạ. Hồng size L. Trắng đen size M. Ok chị Phương Nguyễn ạ. Đây chị này. Hình như là Hồng còn đúng một chiếc thôi. Hồng em còn đúng một chiếc size L. Các chị nha. Hồng của nó gần như kiểu Hồng vỏ đỗ ấy. Hồng vỏ đỗ chứ không phải là Hồng phấn đâu. Màu hồng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line. Đấy chị ạ, còn đúng shop một chiếc. Các chị lên mã này là mã gì ạ? G11 và kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp theo ạ, lên một bạn nữa nhá. Chị Dung Linh rồi, ok. Bác nào mặc vừa cái size nhỏ thì các bác chốt ạ. Đỏ đô với trắng, ok chị Đặng Nguyên ạ. Chất này các bác không phải suy nghĩ luôn. Mỗi tội là nó chỉ còn lẻ size thôi. Nó còn đủ size, nó rộng khoảng tầm xuyết xoát 400 nghìn một áo. 350, 380, 400 nó tùy từng đợt. Hàng hãng mà các chị. G4 có màu trắng không á? G4 là cái mã nào? G4 là bộ. G4 là áo. Nó có màu kem thôi chị ạ. Đây đây. Cái gì? G4 à? Ừ. Thế chị đang nói vừa nói cái gì? Chị ở bộ gì? Hả? Chị Hoa ơi, sờ xem chán nó có sốt không? Sờ
Không có màu trắng chị ạ. Nó chỉ có màu kem thôi, có màu kem thôi chị ạ, màu bé bé, không màu trắng. Bây giờ các chị thích em lên áo nào? Ôi 11 rưỡi mất rồi các bà ơi. Ngày mai em lên tiếp nhá. Còn chốt của đơn hôm kia, áo hôm qua nữa. Đơn hôm qua còn chưa chốt xong cơ. Tối hôm nay mà lên bon mồm quá, ngày mai nhân viên lại méo mồm. Chẳng méo thì phải hết ngày mai thôi sao? Em buổi trưa em bảo là trưa nay có like không nhỉ? Em mới thử hỏi thôi, nó bảo là chị like đi, chị like đi, chị like một mình chị đi mà chốt. Nó còn thách đố em thế mà. Nó bảo thôi chị cứ like đi không sao đâu mà, thôi để like xong hai hôm nữa chốt. Nó chưa chốt xong rồi em cứ bảo là trưa nay có bán hàng hay không ấy. Nó cứ bảo chị cứ like đi, like xong em ném chị xuống ao. Nó rút này nó dọa em rồi. Em like xong mà kiểu là nhân viên nó không chốt kịp ấy. Xong nó dọa. Chị like để chị đi mà chốt, em không chốt ở đâu. Mệt lắm rồi. Hôm nào cũng 7 giờ mới được nghỉ. Từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Xong là còn dặn hôm nào mà nhiều đơn chưa chốt xong cái nó bảo là chị ơi tối nay chị like, chị like xuống sớm sớm thôi nhá, chị đừng có bon mồm quá, ngày mai bọn em chốt không kịp đâu. Thôi hôm nay tạm tạm đến đây thôi, ngày mai lại lên tiếp để chị mai chiến đấu tiếp để cho nhân viên chốt đơn xong đã, không có cứ ngày nào cũng chồng chất lên nhau thế này, cứ ngày nào cũng đơn chưa xong lại chốt đơn mới rất là lâu. Các chị đợi lâu các chị lại tưởng không được chốt đơn là các chị lại hủy ý. Thì hôm nay thì em tạm tạm đến đây thôi nhá. Tối ngày mai em hẹn các chị lên tiếp. Được không ạ? Tối mai lên tiếp, tối ngày kia chốt tiếp. Tối mai này... Lạo này toàn chốt gối thôi. Lạo này nhà em toàn chốt đơn gối lên nhau rồi. Hôm nay tăng bo thêm 2 người mới không ăn thua thì... Tăng bo thêm mấy nhân viên nữa mà không ăn thua. Không kịp. Thôi hôm nay em nghiêng mình em xuống sớm nhá các chị nhá, cũng 11 rưỡi rồi, hẹn các chị tối ngày mai lại 8:30 chị em ta lại tiếp tục nhá. Bye bye các chị yêu ạ, chúc các chị yêu nhà mình ngủ ngon ạ. Nghiêng ghế em nghiêng ghế xuống đây.